một cái nhẫn. Anh mua nhẫn cặp nha, hai cái hộp màu xanh giống nhau. Màu xanh này màu xanh của hy vọng. Anh hy vọng mình là có một cái biệt thự. Cái biệt thự đó sẽ có ba mẹ anh. Nhà em, bên em ở chung với nhà cho nó vui. Có cái hồ bơi. Chiều chiều mình sẽ dắt con ra lớp bơi. Anh sẽ mua một chiếc mui trần. Tại giờ mà xế hộp thì nó kín quá, chạy không ai thấy đó. Anh thì hay đi show lắm. Anh sẽ chở em và con đi cùng. Chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh. Tuyệt vời, đúng không? Chào bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Dạ, chào Quyền Linh ạ. Sao giọng khan dữ vậy? Dạ, hôm qua em làm MC hay đố anh. Làm MC chương trình gì? Tối hôm qua làm chương trình khai trương tiệm áo cưới. Dạ. Tên là gì? Dạ, em tên là Trương Bá Ma Long ạ, 26 tuổi. 26 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là gì? Em dạ, ở đâu? Em tên là Trần Ngọc Hiền, năm nay em 25 tuổi và hiện em là giáo viên mầm non ạ. Sở thích của mình là gì nè? Dạ, em thích xem người khác biểu diễn lắm. Ví dụ như một người sơn đông mãi võ nè, hoặc là một người ca sĩ hát rong, có kiều kéo. Những người đó em đều rất là trân trọng ạ. Em thích MC không? Dạ, thích cứ vô cùng. Anh bên bển làm MC á. Dạ. Bên đây có hai anh MC, một MC đám cưới và một MC đám giỗ. Không, MC là ngày phụ thôi. Ngày chính là em làm gì? Em hiện tại làm phó giám đốc của công ty bất động sản Lộc Sơn Hà. Rồi, lý do tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ, lý do mà chưa có người yêu là chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là trước 21 tuổi. Là trong cái giai đoạn này là em chơi với bánh bèo không à. Ủa chơi bánh bèo là sao? Dạ là chơi với mấy bạn gái giống em nè. Gái dạ. Sao gọi bánh bèo? Em hay nói vui á, bánh bèo với bánh gai. Ảnh bển bánh gai, em bánh bèo. Anh bên đây bánh mì. Anh là bánh u. Rồi sau đó, sau cái giai đoạn chơi với bánh bèo, lên mình học cao đẳng á, thì mình tiếp tục chơi với bánh bèo. Tại vì giáo viên mầm non là đi tèo bánh bèo thôi. Dạ, rồi sau giai đoạn sau này là đi làm thì đa số là phụ huynh nè, hoa đã có chủ, không thể nào đập chậu và cướp hoa được. Nên vì vậy mà ế luôn tới giờ. Bức ưu điểm của em là cái gì? Ưu điểm của em á, em nghĩ là em biết lắng nghe và em biết chia sẻ. Em sống vào tình cảm. Khi mà người ta có những tâm sự gì đó, em nghĩ là em có thể làm cho người ta có thể vơi đi nỗi buồn. Dạ. Khuyết điểm của em á thì em hay mít ướt lắm. Em hay xúc động khi nói về mẹ của em. Hoặc là khi mà em thấy một câu chuyện cảm động nào đó trên TV thì em cũng xúc động. Mình muốn một cái người bạn trai của mình là một người như thế nào? Đối với người bạn trai của em á, ngoại hình đó là một cái ưu tiên mà không bao giờ em chọn hết. Cái đó không là... Đúng rồi. Nói chuyện khó hiểu. Tưởng đâu là ưu tiên, tự nhiên ưu tiên mà không bao giờ em chọn hết. Cũng nói ngược nữa. Rồi. Nên em cần anh ấy có một sự chững chạc và điềm tĩnh. Tại vì em thích một người mà có cảm giác là cho em có sự an toàn. Vậy thôi. Chứ đơn giản vậy dạ. Trời. Đáp ứng được không em? Dạ em dư luôn anh ơi. Quá dễ luôn, cái đó mà không được nữa là thôi. Em dư luôn. Dư luôn hả? Ưu điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Cứ nói cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ, ưu điểm của em thì rất là nhiều. Vui tính, hòa đồng, chịu thương, chịu khó, siêng năng, có tư duy thành công, yêu thương ba mẹ, bạn bè, gia đình và mọi người rất là yêu thương em. Nhược điểm của em là đôi lúc hơi nói nhiều tí xíu. MC mà anh. Rồi em thích làm cho mọi người cười. Mọi người cười vui quá, cái mình cười luôn, cái đôi lúc nó hơi lố tí xíu. Khuyết điểm gì nữa không? Ăn nhiều đó anh. Anh nói vậy đó, em thấy sao? Là anh là một người đàn ông rất là lý tưởng đối với những cô gái. Có lý tưởng đối với em không? Nói nhiều thì em hơi e ngại. Hơi e ngại hả? Dạ. Tại mỗi người của em á là anh Đinh Tiến Đạt. Anh Đinh Tiến Đạt anh rất là ít nói. Có gì anh kiềm lại em ơi. Trong đó có một sự điềm tĩnh và em thấy là sự an toàn đó, em thích như vậy. Anh sẽ che chở cho em. Vậy sao hồi nãy nói không có cần ngoại hình? Đúng rồi, anh Đinh Tiến Đạt anh lùng lắm. Thì còn cái điểm nào mà không thích ở một người bạn trai không mà chị qua chị coi mặt? Em á hả, em không thích là cái anh đó mà lần đầu tiên gặp mặt em á mà hay đụng chạm một người quen á. Có những cái sự dê nhẹ nhẹ là không dạ, thích. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Dạ đơn giản vậy thôi. Rồi vậy thôi nha. Dạ vâng. Nhớ gặp người ta. Thấy cái mặt này quen quen ta. Nói chương trình em làm giám khảo đó. Bởi chị thương em đó. Chưa có bạn gái? Dạ có mà chia tay rồi chị ơi. À vậy là cái cô bữa hổm mà tới bạn có thực tài là bạn gái đúng không? Tôi nhớ cô đó đẹp lắm à. Dạ. Dạ, vậy cái con mà quay trên là bạn gái. Còn cái con mà ra diễn chung với em là em gái. Nói chung xung quanh lúc nào cũng toàn là con gái.
Mà hôm nay đi lên bạn muốn hẹn hò, muốn tìm thêm một bạn gái nữa. Dạ luôn. Tham lam quá nha. Tại ở ngoài mình không có duyên, nhà chương trình trợ duyên giùm em. Phải không? Dạ. Thích cô gái cái mẫu lý tưởng giống ai? Dạ giống cô bạn. Ghê, ghê, dễ sợ luôn. Biết cổ bển sao không? Dạ hiền hậu, dạ dễ thương. Với chân dài nữa chị. Không có dài, chân cục lũng à. Được không? Dạ, mặc áo dài. Ai nói mặc áo dài? Dạ, nói chung là thường thường mấy cô giáo mà về mầm non á, thường thường hay mặc áo dài đồ, thương con nít, mẹ cũng thương con nít dữ lắm. Cái đó là người ta đi dạy. Dạ. Còn bữa nay người ta mặc quần sọt. Quần sọt lửng, áo thun ba lỗ. Không, em nghĩ không phải vậy đâu. Em tưởng tượng ra mà em nhìn xuyên bằng đêm. Giờ cá mà. Không? Dạ. Giờ cá nè, nếu mà không mặc áo dài thua tôi cái gì? Cá luôn. Cá cái gì? Bao nhiêu cá em chơi luôn. Ba chơi chỉ điểm kỳ ba. Cho ba cái micro phỏng vấn ba cái ba chơi kỳ quá. Đấy. Con lành hơn ba. Dạ. Dạ. Ba thấy cô bên này sao ba? Dạ. Chấm 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 chấm. Ba cho được mấy điểm ba? Mấy điểm ba? Dạ này để con trai cho. Trời ơi sao hai cha con đá qua đá lại không vậy trời ơi trời. Em hôm nay mình tới tham gia chương trình với ai? Dạ hôm nay em tham gia chương trình với mẹ của em ạ. À. Vậy hả? Còn dạ. Mẹ đâu? Dạ mẹ của em đây ạ. À. Dạ, dạ chào cô. Cô thấy bạn trai bên kia sao cô? Thì cái đó là do con của cô thôi chứ cũng... Cô có nhận định gì con không? Cô có góp ý thì con? Thì mới gặp lần đầu thì thấy chắc nó nhiều. Dạ con cảm ơn cô, dạ, đó sở trường của con đó. Dạ cảm ơn cô rất nhiều. Rồi thì vậy thấy hai gia đình dễ quá mà. Có nghĩa là bây giờ tùy là đôi trẻ thôi. Đó, đó. Ông Mai qua, ông Mai qua. Dạ chào anh Nguyên Linh ạ. À. Chào cô giáo. Dạ. Tướng mặt quần sọt, thun ba lỗ đẹp ghê ha. Nếu mà bạn thích một cái người biểu diễn cho bạn xem thì đây là đúng đối tượng rồi đấy. Dạ. Một anh chàng cũng rất là đẹp trai. Dạ. Nhưng mà cô giáo ít nói vậy, một cái người nói nhiều quá thì có ngại cái điều gì không? Dạ em thuộc dạng hơi điên điên với anh. Anh cũng không có nói ít lắm đâu. Chưa đúng lúc thôi, chưa bắt được kênh thôi. Anh này cũng điên điên lắm. Hơi ấy ấy, cũng hai bên gặp nhau cũng dữ lắm mà. Thôi để hai người gặp nhau thôi ha. Bên đây đẹp trai, nói chung đẹp trai đó. Lanh lợi. Bên đây cũng đẹp gái vậy anh Linh. Đẹp gái. Chúng ta cho hai người gặp mặt nhau cái đã. Kéo màn lên. Kéo màn lên. Chưa, từ từ. Cũng nôn quá à. 2 phút dành cho nhau, bắt đầu. Em xin chào anh ạ. À. Em xin chào em. Chào. Em thích coi biểu diễn. Dạ đúng rồi. À, vậy em có muốn anh biểu diễn một tiết mục cho em coi không? Dạ, nếu anh có chủ ý. Ở đây em có một cái hũ ha, cái hũ này trong này không có gì. Dạ, tất cả không có gì đúng không ạ? Đợi xuống. Dạ. Ở đây là trang giấy trắng. Em cầm cái hộp quẹt, em bật lên. À, giữ nguyên nha. Rồi. Hai mình gặp nhau đúng không? Yeah. Tình cảm bắt đầu tìm hiểu nhau. Đó, anh áo thuật gia nữa. Và một điều kỳ diệu xảy ra khi mà chúng ta nói chuyện với nhau đúng không? Tìm hiểu nhau thì nó sẽ đơm hoa kết trái ra một cái bông hồng. Và lần đầu tiên gặp gỡ thì anh không muốn quà tặng cho em. Yeah. Này. Một cái nhẫn. Trời. Anh mua nhẫn cặp nha. Đó, hai cái hộp màu xanh giống nhau. À, màu xanh này màu xanh có hy vọng. À, anh hy vọng mình là điểm đích cuối cùng. Đưa tay ra. Điểm đích cuối cùng là hai đứa mình đó. Em không. Em có một cái quan điểm như thế này, khi mà quen á là phải 4 giai đoạn. Đầu tiên là khởi động, một chứng ngại vật, rồi tăng tốc rồi mới về đích. Chưa gì về đích em không chịu. Không không, cái này không phải đích, cái này mới khởi động thôi. Giống khởi động vậy à. Giống. Khởi động, khởi động, khởi động. Em thích đeo ngón nào? Em nghĩ là ngón đầu tiên. Rồi dù gì cũng nhận là cho vàng hóa tay đi các bạn. Anh không tặng em bông hoa đó hả? Bông hoa để tạo thật. Cái bông hoa đó người ta đi kiếm cơm. Chết chưa? Mà quan trọng bông hoa tới cái nhẫn chưa mà. Tiêu chuẩn một người bạn gái của anh là như thế nào? À, cao. Dạ. Huyền. Dạ. À. Giả vờ hiền được không anh? Anh nghĩ em là một người rất hiền hậu, tại vì anh cũng có biết coi tướng nữa. Dạ, anh chỉ cần một người vợ hiền thôi hả? À, hiền, lãnh đen, có thể chăm anh giống như chăm em bé vậy đó. Với lại có chiếc đầu tiếng. Dạ,
Anh nghĩ chỉ cầu tiến vậy là tương lai anh sẽ làm gì? À, cái mục đích của anh tương lai thì nó rất là lớn. Yeah. À, mục đích của anh là có một cái biệt thự. Yeah. À, cái biệt thự đó sẽ có ba mẹ anh. Yeah. À, à, nhà em, bên em ở chung với nhau cho nó vui. À, có cái hồ bơi. À, chiều chiều mình sẽ dắt con ở đó bơi. Đó. À, à, anh sẽ mua một chiếc mui trần. Tại giờ mà xế hộp thì nó kín quá, chạy không ai thấy hết á. À, anh thì hay đi show lắm. Anh sẽ chở em và con đi cùng. Chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh. Tuyệt vời. Đúng không? Cái ước mơ của anh nó khác hẳn ước mơ của em. Ước mơ của em là gì? Em cứ ước mơ nói. Của em là có một ngôi nhà tầng trệt thôi, cấp 4. Bình thường, xung quanh nó trồng nhiều cây và hoa. Và đi xe, anh thích đi xe đạp thôi. À. Anh thích mua trần chứ. À, nếu như vậy thì anh sẽ để một cái nhà cấp 4 sát bên cái biệt thự. Em buồn buồn thì hai đứa mình có đó ở. Anh sẽ mua một chiếc xe đạp, anh sẽ trồng nguyên một vườn hoa cho em, anh cũng thích hoa lắm. Rồi ước mơ vậy đủ lắm rồi. Mua trần mà xuống xe đạp. Bây giờ vậy nè. Không, để chiếc xe đạp tới bước rồi. Rồi rồi, tạm dừng ước mơ của bạn lại đi. Yeah. Chúng ta nói chuyện về hôn nhân và gia đình, quan điểm thế nào về tình yêu? Có vẻ như là em có vẻ hơi là kén chọn tình cảm đúng không? Em trong tình cảm em rất là nghiêm túc. Không kén chọn. Nhưng mà khi mình đã chọn thì là mình sẽ gọi là quyết tâm với cái sự lựa chọn của mình. Căng thẳng quá, em làm anh căng thẳng quá. Anh là một người rất là hài hước, anh thích. Dạ. Anh thích nhìn thấy nụ cười rất đẹp của em. Dạ, cảm ơn anh. Mà em cầm cái nhẫn với bông hồng của anh là anh vui rồi đó. Dạ. Hết thời gian. Như đó ta cũng là cảm nhận về nhau rồi. Vấn đề là chúng ta sẽ quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hãy nói thật với trái tim của mình, hãy suy nghĩ thật kỹ. 3 2 1. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn lại bấm nút? À, em nghĩ là khi mà gặp một người á, trong một lần là mình không nên đánh giá. Mình sẽ có một cái khoảng thời gian nào đó để mình quyết định. Và em nghĩ là mình nên cho mình một cơ hội. Còn em đã nhìn thấy gì ở cô gái này? Dạ, em thấy bạn gái có sự hiền hậu, khiêm tốn, dễ thương. Cô giáo mà. Dạ, dễ gần. Thì chúc mừng hai bạn. Bạn gái của anh đó thì cũng hơi nhiều. Em thì là một cái người phụ nữ của gia đình, có thể là đáp ứng được. Nhưng mà để coi cái thiện cảm như thế nào. Em tên là Thùy Oanh. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 29 tuổi. 29 tuổi, một vóc dáng rất là nhỏ nhắn, xinh xắn ha. Thôi, xin mời bạn trai. Em có thấy mình đẹp trai không? Bình thường anh. Bộ đẹp lắm hả? Đẹp trai. Em tên là gì? Dạ em tên là Huỳnh Lê Đắc. Huỳnh Lê Đắc. Dạ. Là tự đắc đó hả? Quá. Tâm đắc. Tâm đắc. Coi như Huỳnh Tâm Đắc. Đâu có okay. Phải. Cái gì đắc đâu phải tâm đắc. Thôi vậy mua mai bán đắc đi ha. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Em 33. Mình hiện nay mình đang làm công việc gì vậy em? Dạ, em đang làm thư ký của bên hội gôn thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Thư ký bên hội gôn? Dạ đúng. Ồ, vậy là mình cũng có đánh hay thằng hay đánh gôn không? Dạ thì em cũng biết đánh, nhưng mà người ta đánh là banh nó đi, còn em đánh là gậy nó đi, còn banh ở lại. Rồi mình làm thư ký rồi mình đi theo hoài vậy mình không có để mắt được đồng chí nào sao? Dạ thì chị biết là cái môi trường của em làm thì phần lớn là những người thành đạt á. Đúng rồi. Thì cũng cỡ như anh Quyền Linh trở lên thôi, mà cái tuổi cũng cỡ vậy á chị. Mà chị hỏi anh Quyền Linh coi là anh có gia đình chưa. Cái này tôi không đồng ý với bạn, nhiều người đánh gôn chưa có gia đình lắm. Vậy anh Linh giới thiệu cho em đi. Đó. Mình làm cái công việc đó có mất nhiều thời gian không? Dạ thì em làm về hành chánh không à chị, cũng không có bận rộn lắm. Nhưng mà không biết làm sao đàn ông ta thấy em ta sợ hay sao á chị. Cái nghĩa là em hơi khó gần đối với những người lạ đó. Hơi kiêu kỳ một tí. Còn ngoài cái đó ra còn gì nữa? Dạ thì em... Điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì hay giúp đỡ người khác. Có nghĩa là rất là hay cảm thông, chia sẻ với những người khó khăn hay là có người ta không có may mắn. Cái... Quá tốt. Dạ. Còn khuyết điểm? Còn cái khuyết điểm thì ở nhà thì hơi tiểu thư một tí. Rồi hơi nhõng nhẽo một chút xíu. Không tại sao, con nữ ai mà chẳng nhõng nhẽo. Rồi, đó là tính cách của cô gái. Em có thể giới thiệu sơ về mình, đang làm gì?
À, em đang công tác tại chi cục thuế quận 11, nhận hồ sơ giấy tờ. À, nhận hồ sơ giấy tờ. Tính cách bạn như thế nào? Dạ, tính em thì nhí nhảnh hồn nhiên lắm anh. Nhưng mà đối với người quen biết em thì người ta mới nhận xét vậy thôi. Chứ còn những người chưa quen, người ta nhìn em, người ta nói em chảnh với lại ngồi. Thậm chí ác ác nữa. Tại vì nếu mà em không cười, nhìn mặt em chắc cũng ác thiệt. Thôi em cười là ác hơn. Thôi em cũng cười. Tôi không tin rằng bạn lại không tìm được một nửa của mình. À, tại vì anh có nghe người xưa người ta có câu là hồng nhan bạc phận đó mà. Đó, ý dạ, em hồng nhan bạc phận. Nên giờ em còn vậy. Em anh nghĩ rằng rất là nhiều người yêu rồi. Không có đâu anh. Trong vậy mà không phải vậy. Nhưng mà em biết lý do tại sao mình phải có nguyên nhân của nó. Đó, em biết. Rồi. Ví dụ mà người chưa quen em cũng ngại nói chuyện lắm. Mặc dù em thích nhưng mà em cũng không có nói trước được. Rồi còn gì nữa? Cái yêu cầu của em chắc nó cũng hơi hơi cao. Khoảng nửa trang giấy thôi chứ cũng không có nhiều lắm. Rồi nói sơ sơ đi. Dạ anh. Cao khoảng 1m6, 1m68. Rồi, tiếp tục. Dễ thương. Không quá chảnh. Mình kia cười anh. Cái cười không, không, chị Tường cười chứ không phải bạn gái này không có cười. Nữ công gia chánh, đảm đang tí xíu. Nấu ăn ngon thì càng tốt. Yêu trẻ con. Biết thể thao cũng được. Thôi nhiêu đó đủ rồi. Nhiều đó là quá nhiều rồi á. Yêu cầu về bạn gái của anh đó thì cũng hơi nhiều. Em thì là một cái người phụ nữ của gia đình, có thể là đáp ứng được. Nhưng mà để coi cái thiện cảm như thế nào. Đó là yêu cầu của người ta. Bản thân mình cũng có yêu cầu của mình chứ. Cái mẫu người bạn trai của em, thứ nhất không lùn, không ốm, không khô, không bị hói đầu. Em sợ người bị hói đầu lắm. Sao vậy? Em biết. Điều này anh Nguyễn Linh anh ghét lắm. Anh là mém mém hói à. Phải biết đối nhân xử thế, ta nói là biết đối nội đối ngoại á. Tiếp theo nữa là phải rộng lượng, đừng có quá keo kiệt bủn xỉn. Phải biết chia sẻ. Nếu như bây giờ là cái đối tượng bên kia là hợp nhãn với em thì em có nghĩ đến chuyện tương lai đó? Em sẵn sàng, tại vì em cũng lớn tuổi rồi. Để chị xem mắt trước đã nha. Xoay qua đây coi. Đẹp trai mà hơi gian. Thôi mắt coi. Mắt một mí nó gian lắm chị. Gian nó quá gian luôn. Bề ngoài em nó vậy á nhưng mà bề trong khác. Bề trong sao khác? Giờ nói làm sao giờ ta? Nói đi, ủa tôi làm mai mối tôi có quyền hỏi chứ. Mà thấy vui vẻ, chắc hiền. Khuôn mặt vậy là có hậu, dễ thương, hiền. Trời ơi, lần đầu tiên có người khen tôi hiền. Không. Hiền ở ngoài thôi, còn trong phim thì nóng giá hơi nhiều. Quý quá. Trời. Chửi em quỷ. Chị sợ là không phù hợp với em đó. Phù hợp với chị. Này phù hợp với chị. Vụ này kỳ nha. Nói nghiêm túc là chị thấy em thì rất là đầm thắm, nhẹ nhàng. Thì chị không biết hai phong cách mà kết hợp là như thế nào. Giờ ăn thua em thôi. Dạ, chào bạn. Dạ. Rất là dễ thương, nói tóm lại là hai người dễ thương lắm. Vấn đề còn lại là ăn ở sao thôi. Hôm nay em đến tham gia chương trình có đi ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, có một cô bạn của em. Chào bạn. Bạn thấy cái bạn trai bên đó có phù hợp với bạn gái của mình không? Phù hợp hay không chắc phải hỏi bạn em. Còn đối với em hợp. Sao toàn người gian không lạ ta. Em không thích gì ở người phụ nữ? Đi chơi nhiều quá, hút thuốc, rượu bia chút chút cũng được. Đừng có quá uống nhiều rồi đừng quá lùn. Em có hút thuốc không? Không. Uống rượu không? Em biết nhưng mà không coi như có thôi. có dịp. Nhiều em có đi chơi nhiều không? Không. À, trời sao? Chúng ta sẽ kéo màn lên. Không đi chơi nhiều mà đặt thể hiện phong cách dân chơi. Tào lao. Chém em kìa, anh đỡ giùm em mới nhét chứ. Chém lại sợ gì? Chém lại sợ gì? Chúng ta sẽ có 2 phút để cảm nhận nói chuyện với nhau. Mời hai bạn. Nãy giờ thì thấy anh bên đó thì cũng rất là tin. Dạ, tính em thì người lạ thì không có tin lắm, nhưng không có cởi mở lắm. Nhưng mà thân rồi, ai đã thân rồi thì lại muốn thân hơn. Anh cũng giống em, anh gặp người lạ anh ít nói chuyện lắm. Nhiều khi anh không có nói chuyện, anh đâm ra người ta nhìn anh ta, chắc người ta nghĩ anh chảnh hay gì mà. Em hiểu, cái đó là em cũng giống như anh nên em cũng bị ế tới giờ luôn á. Em nhìn anh, em nghĩ anh sao? Dạ thì em thấy anh khá là vui tính.
cũng biết cách dí dỏm, cũng hay chọc cười người khác thì em cũng tùy à, cũng hên xui à. Hôm nay rơi đúng được cái cơn của anh hay sao á, chứ bình thường anh cũng ít nói. Quay có cơn hả? Có cơn không? Có. Em nhìn bề ngoài anh chắc em nghĩ anh ăn chơi đúng không? Dạ thì nếu như mà anh không có lên cái chương trình này, em gặp anh ở ngoài thì chắc là em cũng phớt lờ, chắc cũng không có gọi là anh hiểu. Tại vì bản thân anh nhìn vô kiến anh còn cảm nhận anh vậy mà. Công nhận hiện với anh thì cái vậy còn bị đặt xì vậy nữa. Anh thích trẻ chung. Thật ra thì đó là cái sở thích của mình thôi, không có hại tới ai. Còn cái tính cách của mình là mới là quan trọng. Nãy giờ thì anh thấy cái ưu điểm, nhược điểm của em như vậy đó, thì anh cảm thấy là được bao nhiêu phần trăm? 60-70 vậy hả? 60-70 là đậu cho anh Quyền Linh. 6 điểm đậu. Quan điểm của hôn nhân của hai người như thế nào? Em rất là tôn trọng cái người bạn đời của em. Thí dụ như sau này mà có quen nhau hay là lấy nhau về, điện thoại là em rất là kỵ người khác đụng vào của em. Mà em cũng không bao giờ đụng vào điện thoại của người yêu em hoặc là chồng em. Anh cũng giống giống em là cũng tôn trọng. Nếu mà em muốn kể anh nghe thì em kể, còn nếu mà em không muốn kể thì anh cũng sẽ tôn trọng anh. Anh cũng không muốn biết làm gì. Người ta nói rằng á là rất là sợ quen người bạn trai mình đẹp trai. Dạ. Yeah. Là nhìn điểu điểu rồi có duyên. Dạ. Yeah. Em có sợ điều đó không? Thật ra ngay từ ban đầu cái tiêu chí của em tìm bạn trai á là về cái tính cách trước, xong rồi ngoại hình chỉ là phụ thôi. Giống như là ngoại hình là khoảng chừng 50-60 hoặc là như anh Việt Linh là được rồi, không có cần phải. Ý em nói xấu hả? Ý em nói xấu đúng không? Như anh Việt Linh chỉ là trường thường thôi. Anh chỉ là trường thường thôi. Rồi ok. Chúng ta bắt đầu. Có 3 tiếng đếm để quyết định. Cô bấm đâu anh? Cô bấm thôi chị. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau cái đi. Cảm giác như thế nào? Chút phiêu phiêu. Nó có duyên, hài hước ha. Nhưng tôi biết rằng ở trong tâm hồn anh ấy có một cái chuyện sâu thẳm vẫn trăn trở với con đường tình duyên của mình. Hy vọng là hôm nay các bạn sẽ có điều kiện, cơ hội để làm quen với nhau. Và điều gì đến nó sẽ đến. Chúc chúng ta thật thành công trong cuộc sống. Trẻ trung, năng động. Và đây là chưa có mối tình nào hết, thì yêu đơn phương thôi. Còn mình thì sao nè? Mình có mấy mối tình? Dạ, thì em cũng... cũng giống giống vậy. Giống giống vậy. Em là Phan Thị Thanh Nhàn. Thì em sinh 96, hiện tại 25 tuổi. Mình làm việc tại Hồ Chí Minh, quê ở Bến Tre. Hiện tại thì em làm công việc là về bên mảng ngân hàng mà sale về dạng vay á chị. À, mai mốt tôi tới vay là nhớ ưu tiên tôi nghe không? Dạ, có cần thì cứ liên hệ em. Ok. Đó, xin mời nhà trai ạ. Dạ, xin chào chú Quyền Linh ạ. Chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Chào bạn nữ kế bên và toàn thể quý khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay ạ. Con tên là Nguyễn Quốc Việt, con năm nay 29 tuổi, con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm kỹ sư xây dựng ở quận 12 ạ. Kỹ sư xây dựng làm quận 12? Dạ. Quê ở đâu? Dạ con quê Tiền Giang ạ. Tiền Giang là huyện nào? Dạ Cai Lậy ạ. Cai Lậy. Rồi bây giờ là nhà gái cho nhà trai biết một chút ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ thì nói về ưu điểm của em thì chắc biết nấu ăn, tính cũng hiền, sống cũng thoải mái, lạc quan. Quên những cái chuyện mà mình buồn á, dễ quên lắm. Dễ quên, sống dạ, rất là rồi. Tích cực đúng không? Dạ. Rồi còn cái khuyết điểm là gì nè? Ê, khuyết điểm thì chắc là ban đầu ai tiếp xúc em cũng thấy là em là người ít nói. Với lại em cũng kiểu mà hay giận chị. Hay giận vậy thôi. Giận nhưng mà thường á, giận lâu không? Hay giận rồi tự quên thôi. À vậy đó hả? Dạ. Giận tự quên được, giận chị quên tự làm hòa luôn. Ừ, tự làm hòa luôn. Dạ. Với lại chắc hơi nhạt xíu. Hơi nhạt á hả? Dạ, đúng. Không, nhạt hay mặn là để người đối diện người ta chút xíu người ta sẽ có cái nhận xét nha. Rồi mời bên nhà trai. Dạ thưa cô Hồng Vân á, là thì điểm mạnh của con á là con cũng hòa đồng vui vẻ, có trách nhiệm cho công việc, nhiệt huyết. Nói chung thì con cũng biết chơi thể thao rồi ca hát. Điểm yếu của con thì con cũng giống như bạn nữ là con nói chuyện hơi nhạt. Dạ. Hai bạn tự nhận thôi à. Dạ. Thôi con hát bài thôi coi. Hát bài cho nó sôi động lên coi nè. Nhưng mà con hát một bài nó không có được vui, nói chung hơi buồn. Thôi kệ con đi. Chuẩn bị có một bài à cô? Không sao đâu, tại vì con biết sao chưa mở rào con có quyền hát nhạc buồn nghe. Thôi con cũng góp vui một bài hát. Bài Bông Hoa Đẹp Nhất ạ.
Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Con quên lại. Hơi rung chú. Dạ. Bạn bên đây sẽ là bông hoa của con nha. Đúng rồi. Dạ. Ăn thua do cái gọi là bản lĩnh của con sau khi mà cái rào được mở ra. Dạ. Thấy không? Đừng có hát lộn bài bông hoa này là của chung. Rồi, vậy bây giờ con nói đi, con có mấy mối tình rồi? Dạ thì chính thức thì con không có mối tình nào ạ. Tại chính vì con là chưa đúng không? Dạ con thích đơn phương thôi. Ủa sao thích đơn phương kỳ vậy? Dạ kiểu như mình thấy mình không hợp, nói chung mình tự ti, con hơi tự ti tí thì con không có định tỏ tình. Lúc mà nói ra thì người ta giờ gần như lấy chồng mà, thường là vậy. Thôi vậy có đừng nói con ơi, nói là tao lấy chồng hết luôn à. Dạ có nghĩa là bây giờ khi mà con đến chương trình này á là sẽ không có được đơn phương nữa nha. Dạ không được tự ti nữa nha. Dạ và con phải xác định rằng cái bông hồng đó là của con nghe không? Dạ. Vậy là con mong ước là cái mẫu người bạn gái của con sẽ như thế nào? Dạ thì con thích một người phụ nữ thì dịu dàng á, dễ thương, có nụ cười tỏ nắng. Tính tình thì hiền lành á. Hiền lành. Biết lắng nghe chia sẻ á con. Nhiều khi con cũng hay kể chuyện cuộc sống đời tư nhiều á. Thì con kể ra con sợ mấy bạn chạy. Phải biết trẻ sẻ chia tâm sự ha. Dạ. Về ngoại hình á thì con có cái mẫu hình lý tưởng nào? Dạ. Ở ngoài đời không? Cái mẫu hình của con á thì con thích các bạn nữ á thì là dáng mảnh mai á, cao trên 1m55, tóc đen, tóc dài. Kiểu giống như là anh chị em ở miền Tây mình á. Thích miền Tây. Con gái miền Tây đúng không? Dạ. Mảnh khảnh, tóc dài ha. Dạ. Ông chờ nha, hả tôi ú hoàng cái ông coi bên tôi có tỏa nắng hay không nha. Con gặp chú Linh con cười liền cho cô nghe không? Rồi 1 2 3 gặp đi con. Chờ chút. Tỏa. Rất tỏa, thấy chưa? Xinh rồi nha. Bé 25 tuổi đó. 25 tuổi, trẻ trung, năng động. À, bên đây là chưa có mối tình nào hết, chỉ yêu đơn phương thôi. Còn mình thì sao nè? Mình có mấy mối tình? Dạ, thì em cũng cũng giống vậy. Giống vậy hả? Chưa có mối tình nào chính thức. Chưa luôn hả? Dạ. Hay rồi nha, hai bên này hay à. Mà lý do tại sao vậy ta? Xinh xắn, đáng yêu như thế này mà nghề nghiệp lại ổn định nữa. Tại sao lại chưa có mối tình nào? Mình khó quá hay gì? Giống như em chưa thấy ai thích hợp đó chị. Vậy hả? Vậy giờ sao là thích hợp nè? Cái đó tùy vào cái nhìn đầu tiên á. Em thì muốn tìm người về ngoại hình thì ưa nhìn. Rồi tính tình thì vui vẻ. Với lại là mình có trách nhiệm. Em không thích á là mình đừng có một dạng mà gia trưởng, một vũ phu. Về cái tính cách thì chín chắn xíu giúp em. Tôi nhìn mấy cô này tôi biết là hay mê phim Hàn Quốc lắm. Đúng không? Dạ. Mẫu hình giống ai coi? Em cũng là một fan girl, em thích nhóm nhạc. Nhóm nhạc. Gì nè? BTS à, gì? Nhóm Wonderwall, mà nhóm bây giờ tan rã rồi nên em cũng hạn chế lại. Hạn chế lại Wonderwall. Bên đây á là tỏ tình cô nào cũng đi lấy chồng. Bên nào thích nhóm nào nhóm nó tan rã. Đây nè đó, tới em có mang ảnh nhưng mà em chỉ là dạng mà mình thần tượng thôi. Đâu, còn đâu về... đâu đưa lấy coi đi. Đâu rồi thích anh nào? Anh này. Anh này đúng không? Rồi được rồi, về chỗ tôi coi giống anh này không? Về liền nè, đó. Anh này nè. Rồi. Giống không anh này nè? Con khác cái mặt à chú ơi. Khác có cái mặt à. Thôi kệ, đó là gọi là hình dung lý tưởng thôi. Dạ. Thôi hỏi đi với ai đi. Đúng rồi. Cưng đi với ai nè? Dạ thì em đi chung với nhóm bạn của em. Dạ em chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân. Thì con là bạn của chị Nhàn. Nhàn là một người tuy là nhìn bề ngoài có vẻ ít nói nhưng mà Nhàn có vẻ sâu sắc. Nếu mà anh muốn tìm một người lắng nghe thì chị Nhàn sẽ là một người dễ lắng nghe. Còn anh thích nụ cười tỏa nắng á, thì hy vọng là anh sẽ tạo cho chị Nhàn nhiều cái trường hợp để chị Nhàn có thể cười tỏa nắng. Và em hy vọng là hai anh chị đến đây đó là một cái duyên rồi, thì hy vọng là hai anh chị sẽ tạo nhau một cơ hội để mình tìm hiểu với nhau xem mình có hợp nhau hay không. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Mà đi với ai vậy? Dạ con đi với bạn thân của con. Cũng bạn thân luôn. Bạn thân đi ghi chép chép dữ lắm luôn nha. Đây tôi để ý từ đầu là ghi từng chi tiết, tóc dài đeo kiến ha. Thì mình nhận xét bạn Nhàn á, đầu tiên á là hai người quê ở gần nhau, thứ hai á là hợp tuổi nữa, và thứ ba á là có nụ cười tỏa nắng. Mình cảm thấy là hai người rất hợp nhau, nhưng mà để tiến tới dài lâu á thì phải có dành thời gian để tìm hiểu. Thì mình mong hai người đến đây á, sẽ cho nhau một cơ hội. Nãy giờ thấy nhà trai ghi gì vậy? Ghi giúp bạn về sở thích của
bạn nữ. Ghi về sở thích để lúc cua đó người ta đoán ý được, ghê thiệt chứ. Chiến lược hết rồi, có chiến lược chiến thuật hết trơn rồi, ghê thiệt. Theo của người ghi chép về sở thích luôn. Dạ đúng rồi. Ơi được á, có chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Mở rào. Tôi xin gửi tặng không? Dạ, dạ, tặng em món quà. Rồi mở ra đi chứ, dạ, mở ra nào. Quà, tặng anh. Rồi cảm ơn em luôn. Dạ, em cứ mở ra xem món quà anh tặng thì có hai món. Là cái món đầu tiên là cái quyển sách Ai là thầy thuốc tốt nhất cho bạn. Rồi cái thứ hai là cái vòng đeo thông minh. Thì anh cũng có sở thích là ban buổi chiều anh hay đi bộ, anh hay đeo mấy cái vòng thông minh để mình đi vòng vòng mình đếm sức khỏe mình á. Thì anh tặng cho em để mong là mỗi buổi chiều thì hai ta có thể đi bộ trong công viên hay là gì đó để tập thể thao. Dạ rồi, rồi. Cảm ơn anh. Rồi món quà của bạn gái là gì nè? Một cái lọ thủy tinh với những cái tờ giấy note á. Cái lọ này thì người ta thường hay kêu là lọ điều ước á. Mình viết những cái kỷ niệm hoặc là những cái điều mình muốn chia sẻ thì mình có thể viết vào đây. À rồi, cảm ơn. Rồi, để quà anh đây đi cưng. Em có nhận xét gì anh nghe từ lần đầu gặp không? Em thấy anh cũng có vẻ là hiền. Mình cũng ít nói, chắc là mới gặp mình cũng ít nói như em á. Đúng rồi, thường thường thì ít nói lắm. Trong công việc thì mình có thể nói này nói kia, nhưng mà sau cái công việc thì cũng ít nói lắm. Kiểu như cũng sống nội tâm á. Còn em là kiểu mình ít nói vậy thôi, nhưng mà khi mình quen rồi chắc em nói hơi bị nhiều. À, vậy là em cũng dạng là mình kiểu như mình lắng nghe chia sẻ. Anh hay kể chuyện, nhưng mà anh kể chuyện nó hơi buồn thôi à. Dạ. Sao cứ kể chuyện buồn rồi hát nhạc buồn hoài vậy trời? Con không biết, nhưng mà con thích nghe nhạc buồn lắm con. Vậy hả? Con nghe nhạc của Hoài Lâm á. Con hát những cái bài muốn đó. Làm chi em ơi. Dạ đúng rồi. Đó là một cái người đằng sau lưng cũng thích nghe cái nhạc đó dữ lắm. Duyên. Dạ. Rồi con này là gì? Hợp đồng yêu thương là sao đây? Ờ, đánh máy rõ ràng vậy đó hả? Rõ ràng ngoài... luôn. Giống như vay ngân hàng của ai vậy? Dạ, đây đây, dạ, của em nhà nữ nè, đây. Rồi, đây em đọc coi gì vậy? Dạ, giống như là em muốn gửi đến bạn trai là nếu mà mình có bấm nút ra về á thì em muốn gửi tới một số cái thỏa thuận ban đầu thôi. Giờ mình đọc thử coi nè, 1 2 3 đôi điều coi nè. Dạ, để anh đọc cho. Hôm nay vì một mục đích bền vững, vui vẻ, hạnh phúc, chúng tôi gồm nhà gái Phan Thị Thanh Nhàn, nhà trai Nguyễn Quốc Việt, thỏa thuận đôi bên vì tội cố tình gây thương nhớ của đôi bên, chúng tôi sẽ đi đến giai đoạn tìm hiểu và có thể tiến xa hơn bằng một tờ giấy kết hôn với những thỏa thuận ban đầu như sau. Hai bên có quyền có không gian riêng tư, tất nhiên là chính đáng và trong sáng. Cả hai có quyền hủy buổi hẹn khi có việc đột xuất không thể nào sắp xếp, nhưng phải báo trước ít nhất 1 giờ để đối phương có phương án thay thế khác. Cả hai phải chung thủy. Nếu lỡ một bên say nắng, thích một ai đó thì bắt buộc phải nói ra, không được nói dối giấu giếm, để cùng nhau tìm cách giải quyết. Điều 4, cả hai cần chia sẻ không chỉ là niềm vui mà cần cả những nỗi buồn để được thấu hiểu, san sẻ và gắn kết nhau hơn. Điều 5, cần tôn trọng sở thích của đối phương, sở thích lành mạnh. Điều 6, bên A đôi khi hay giận hờn vu vơ, mong rằng bên B đừng giận lại. Bên A sẽ tự làm hòa thôi mà. Điều khoản thi hành là hợp đồng này có thể được điều chỉnh bổ sung thêm, có sự thống nhất của đôi bên. Việc ký vào hợp đồng này xác nhận tôi đã đọc, hiểu và đồng ý thực hiện những điều khoản trên. Hợp đồng này chia làm hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản có hiệu lực kể từ ngày ký. Làm ngân hàng quen. Rồi để ra đi, yeah. Hồi hai đứa trao đổi, yeah. Nếu được thì ký vô. Trời, hợp đồng trái tim mà không ha, yeah. Nhìn đẹp ghê. Em cũng hay thường ghi cái đó là sao? Kiểu như mình phải làm đúng mới được hay sao? Dạ không, kiểu như em là mình tham khảo thôi, mang tính chất tham khảo thôi. Còn về cái cứng nhắc như vậy thì mình có thể là mình chỉnh sửa, mình dung hòa lại nó phù hợp là được. À, nói chung thì là anh đáp ứng được khoảng hơn 50% những cái đó của em yêu cầu ra rồi. Dạ. Yeah. Em tiến tới hát một bài gì đó em thích nãy em chuẩn bị để tặng cô gái đi. Yeah. Rồi mình tiến hành bấm nút thôi. Cho xin nắm tay cái hát một bài. Hát cái bài Tâm sự tuổi 30 của Trịnh Thăng Bình. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đợi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu.
về ký ức và những câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Đó. Mời bạn gái. Phải bài này mới được chứ. Ký luôn hả chung? Đứng đây. Chưa. Đây là bản hợp đồng của nhà gái soạn. Nếu hai bên đồng ý thì nó đồng ý. Đồng ý hết chúng ta ký vô. Họ bấm nút. Còn họ không ký thì họ bấm nút luôn. Bên bè. Thích bên nào đó thì ký. Dạ. Bên bè. Ký tên. Hai bên đã ký hợp đồng hôn nhân. Bạn muốn hẹn hò chấp nhận. Ngồi xuống ghế bấm nút. Dạ. Một. Để đây. Hai. Để tay vô đây. Ba. Bắt. Rồi đó. Thủ tục thôi. Hãy nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau bằng bản hợp đồng hôn nhân rồi. Dạ. Bây giờ là mình có nhà gái đang xem chương trình. Mình nói gì với hai bác? Dạ, ở sẵn đây thì con cũng xin phép hai bác cho con làm quen và hẹn hò với em Nhàn. Thì con hứa có trách nhiệm với những lời mình nói ra thôi. Dạ, con xin phép con được hôn em Nhàn. Hôn luôn, xin luôn, hôn luôn kìa. Dạ. Chưa được quyền của bà mối cho. Xin hôn luôn. Rồi, lâu lắm rồi. Rồi dạ, thôi, con hôn đi. Xin phép. Ý em nói mập là yếu sinh lý hả? Một phần ảnh hưởng em ạ. Vậy mấy người ốm mạnh à? Người ốm nhưng mà họ giống như không phải là ốm theo kiểu thiếu dinh dưỡng, mà họ ốm là tụi săn cơ á, thì chắc chắn thì cơ thể họ anh sức khỏe họ mạnh thì tất cả các cơ quan cũng sẽ được bình thường. Anh à, thôi mình đừng nói gì nữa, bởi vì người ta là cô giáo dạy sinh học, anh hiểu không? Đó là lý thuyết. À, đó là lý thuyết hả? Thực hành nó khác. Đúng rồi anh. Dạ. Chưa chắc mập đôi khi nó cũng mạnh lắm mà. Dạ. Thôi dẹp cái chuyện đó qua bên, mình trở lại chuyện làm mai đi. Tự nhiên nãy giờ vô là mai làm nhỏ ngồi đi, thấy nó mập nó cười hoài rồi. Dạ. Mập không yếu nha. Dạ. Dễ thương hết sức. Tôi hiểu rồi. Vậy thì thôi bây giờ mình sẽ gác cái chuyện sinh học qua một bên. Dạ. Mình sẽ nói chuyện tình yêu. Bây giờ bỏ chuyện sinh học đi, nói chuyện sinh đẻ đi. Thôi mình nói chuyện sinh sản được không? Thôi bây giờ vậy nè, nói em muốn tìm người yêu thế nào, ốm hay mập, cao lùn hay là thế nào cho anh biết coi. Dạ. Thực sự thì em cũng hy vọng là em tìm được người bạn trai. Chẳng hạn tại vì em hơi mảnh mai chút xíu thì em sẽ tìm được bạn trai. Dạ, em xin chào chị Nam Thư. Em xin chào anh Quyền Linh và tất cả quý vị khán giả ở đây ạ. Chào em. Dạ. Em xin tự giới thiệu là em tên là Lê Thị Nhung. Năm nay em 25 tuổi. Nghề nghiệp của em là giáo viên. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Nhung là giáo viên. Dạ. Em dạy môn gì hả Nhung? Dạ em dạy môn sinh học vậy ạ. Cô giáo dạy sinh. Dạ đúng ạ. Tức là mình làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Tân Phú hả em? Dạ ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Quận Bình Tân. Rồi Nhung là cô giáo dạy sinh ở quận Bình Tân, 25 tuổi. Xin mời đàn trai ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh đẹp trai. Dạ chào chị Nam Thư đẹp gái. Chào anh. Dạ chào bạn nữ xinh xắn và chào tất cả quý vị khán giả. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Quốc Hưng. Em hiện tại 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Thuận. Dạ. Ở Bình Thuận vô hả Hưng? Dạ em ở Bình Thuận vô anh. Hưng làm công việc gì? Dạ hiện tại thì em đang làm bên quản lý quán cà phê và kinh doanh tự do về bất động sản. Dạ. Làm hai hứa luôn ha. Dạ làm hai hứa. Có ý chí cầu tiến quá hả? Dạ. Ở Bình Thuận thì vào thành phố Hồ Chí Minh nó cũng đơn giản, và giờ hay đi du lịch ở Bình Thuận á, ở đâu cụ thể là ở đâu? Dạ em ở thị xã La Ghi vậy. Thị xã La Ghi luôn. Dạ. Hay quá ta. Dạ. Ở chỗ đó là khu du lịch. Dạ rất là nhiều cái bãi biển rất là đẹp hoang sơ. Dạ. Sẽ có dịp em sẽ mời bạn bên kia đi du lịch ở La Ghi. Dạ chắc chắn rồi ạ. Em có bao giờ tới La Ghi Bình Thuận chưa? Dạ em tới La Ghi là có cái khu du lịch Coco Beach đó anh, có phải ở La Ghi không ạ? Đúng rồi em, anh cách Coco Beach khoảng 5 cây số. Dạ em có một dịp mà ở Coco Beach tới Coco Beach một lần và thấy thị xã La Ghi rất là đẹp. Dạ. Có biển và thiên nhiên rất là hợp ạ. Người ở đó còn đẹp như biển như là mà em là mình là quê gốc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hay em? Dạ em đến cũng từ Bình Thuận anh ạ. Dạ. Em tới Bình Thuận luôn? Dạ đúng rồi, dạ quê của em là ở Bình Thuận. Trời đất ơi, sao trùng hợp vậy? Nhưng mà em không ở La Ghi ở giống như anh, mà em ở đi lên phía lên Lâm Đồng á, là có nghĩa là anh ở dưới biển còn em ở trên núi à. Nhưng mà cụ thể là huyện gì? Dạ huyện Tánh Linh ạ. Trời ơi, Tánh Linh.
Tánh Linh. Tánh Linh thì giống như Âu Cơ Lạc Long Quân thôi, người dẫn 50 con lên núi, người dẫn 50 con xuống biển. À được đó nha, câu chuyện này hay à. Ở Bình Thuận mà chưa bao giờ gặp nhau. Bây giờ mình gặp nhau trong bọng của hẹn hò. Dạ. Chúng ta sẽ giới thiệu đôi nét về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Hưng trước dạ, đi Hưng. Dạ, em xin giới thiệu về cái ưu điểm của em là em có thể làm được cái công, các cái công việc nhà, các cái công việc lặt vặt, và em có khả năng giao tiếp tốt. Dạ, về cái ưu điểm của em. Mấy người bất động sản bán bất động sản nói suốt luôn được. Dạ, với lại bán cà phê nữa. Bán cà phê. Dạ. Rồi, cho nên là phải thường xuyên giao tiếp. Dạ. Rồi. Đó dạ, là ưu điểm. Dạ, về ưu điểm. Còn khuyết điểm? Còn về nhược điểm, về khuyết điểm của em thì em thứ nhất là em không biết nấu ăn. Dạ, và thứ hai là em hay bị rung khi mà hồi hộp căng thẳng là em hay bị rung. Dạ. Đôi khi tiếp khách hàng mua bán đất, rồi tiếp khách hàng cà phê em rung hoài vậy đó hả? Dạ không, khi giao tiếp với lại khách hàng thì em không có rung. Dạ. Thì coi nay em thuyết phục bên kia mua miếng đất ở Bình Thuận đi, coi như vậy cho nó khỏe đi không? Dạ chắc là vậy. Ừ. Rồi mời đàn gái. Nhung mời. Dạ. Em xin nói về ưu điểm của em là em thích vẽ và vẽ cũng được. Rồi em rất là thích nấu ăn. Mặc dù nấu ăn cũng bình thường thôi nhưng mà em rất là thích nấu những món mới. Nên là những người bạn của em mà mỗi lần thử nghiệm những món mới của em thì nói trời ơi không biết bữa nay làm món gì đây, chết tôi rồi. Nhưng mà thật sự em rất là đam mê nấu ăn ạ. Và em thích trang trí nhà cửa nữa, cho nên là anh không có khí nấu ăn thì em đảm đương phần đó được, tại vì đó là đam mê của em ạ. Đam mê thì đã đành rồi, món mới nhưng vấn đề ăn có được hay không. Nhưng mà hầu như thì ai cũng thích anh ạ. Dạ nên là anh đừng có lo cái phần đó. Nhiều khi bạn bè cũng nể nhau, lâu lâu làm lần nó khen chứ gặp chồng mà nấu món mới hoài chắc cũng mệt quá. Nhưng cái nào đó, cái đó để Hưng thử hơn hả? Dạ, em thì em rất thích ăn. Dạ. Nghe bạn nữ nấu ăn giỏi thì dạ, em thấy là có một điểm tương đồng ngoài đó. Vậy đó là ưu điểm của mình, còn khuyết điểm là gì hả Nhung? Dạ, khuyết điểm của em là có một phần ưu điểm đó là em thường quan tâm lo lắng cho người khác. Và cũng là khuyết điểm, chẳng hạn như là khi mà em quan tâm những người nào đó nhiều, chẳng hạn như người thân. Nhưng mà một số cái hành động mà hơi vô tư một chút thì em lại nghĩ em suy nghĩ cả ngày luôn, không biết mình làm cái gì sai không, không biết người ấy có buồn với mình không hay ưu tư á chị. Rồi chị hiểu. Dạ. Rồi tức là dễ bị suy nghĩ. Dạ, đúng bởi rồi, một cái hành động nào đó của người khác. Dạ đúng rồi. Khi mà em quyết, với lại một khuyết điểm đó là khi mà em quyết định lựa chọn một con đường nào đó để đi trong công việc hay sự nghiệp mà liên quan tới cuộc đời của em thì em rất là khó bị tác động với người khác. Tức là nhiều người khuyên lắm đừng cái chỗ đó, chẳng hạn chỗ đó là vực sâu đó đừng có đi vào, nhưng mà em đã suy nghĩ rất là nhiều và em quyết định thì em cũng sẽ đi đường đó. Chừng nào em vấp rồi em mới phát hiện ra mình sai thì mình mới chịu lắm. Tức là luôn quyết liệt với lại quyết định của mình. Mình đã quyết thì mình phải làm cho bằng được. Dạ đúng rồi. Mình sẽ chấp nhận trước cái hậu quả. Dạ, có thể là mình sẽ chấp nhận rủi ro, thất bại nhưng mình vẫn cứ lao vào, không sao, thất bại thì mới có thành công. Chỉ thích cái tính đó của em, cứ quyết liệt mà đi thôi. Chứ cái đó cũng nguy hiểm lắm em ơi. Đôi khi biết sai vì cá tính mà tới luôn, nó thất bại hậu quả đôi khi nó cũng nghiêm trọng lắm nha. Dạ, nhưng cái này phải xem nhiên, lại nếu mà nhiều người góp ý mình cũng nên nghe người ta. Dạ, cũng như là cái việc mà em dạy học ở trong quận Bình Tân á, thì em quyết định em mở một cái shop thời trang túi sách, thì có nhiều người ngăn cản, mặt bằng nè, lương giáo viên như đó, em mở ra mặt bằng thì em vượt hết, thì liệu cái lợi nhuận thu lại em có chấp nhận rủi ro là một tháng không có một cái bán được cái túi nào thì em sống bằng cái gì. Nhưng mà em suy nghĩ nhiều lắm và em quyết định em mở, và cuối cùng thì em mở được cái shop đó và em bán. Học sinh và phụ huynh ủng hộ em cũng rất là nhiều. Tức là em bán shop về sách, về cặp sách vỡ ba lô, ba lô thời trang. Cặp sách vỡ ba lô thời trang. Dạ. Rồi em dạy, em đi dạy sinh, em dạy cấp mấy Nhung? Cấp 2 hay em dạy cấp 2 ạ. Nếu mà trong quá trình đi dạy như vậy của mình đó thì có bị học trò cấp 2 đang ở lứa tuổi rất là nổi loạn ha, quậy, có hay nào chọc ghẹo cô giáo không? Chứ nhìn em rất là trẻ. Dạ đúng rồi chị, đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ của em, là lúc em năm đầu tiên em đi dạy luôn, là lúc đó là em dạy sinh học 8, mà cuối phần sinh học 8 thì có cái bài về cái chương về cơ quan sinh sản. Đúng. Học sinh thấy em trẻ mới nữa, giáo viên mới nữa, bắt đầu là hùa nhau chuẩn bị
để tôi hỏi, để em nghe nói với nhau, để tôi hỏi cái này cho cô, rồi các bạn cười lên nha. Rồi cứ hỏi cô, em vừa bước vào thì bắt đầu tủm tỉm cười rồi. Khi mà em viết cái tên bài lên á, là các bạn cũng đã cười nữa. Sau đó thì có một bạn đứng lên hỏi cô ơi, cô bữa nay cô học bài cơ quan sinh sản, vậy cơ quan sinh sản là gì vậy cô? Xong cái cả lớp cười ầm lên. Sau đó em giữ thật tự, em nói các bạn giữ thật tự, rồi thắc mắc gì từ từ chúng ta cùng giải đáp. Rồi sau đó em mới yêu cầu là mỗi bạn sẽ lấy một tờ giấy ghi ra ba câu hỏi mà các bạn thắc mắc về cái chương này. Chắc chắc hẳn là các bạn sẽ đọc bài trước ở nhà rồi. Và sau đó thì gói lại và bỏ vào một cái thùng. Rồi để cái thùng đó ngay ở phía trên bàn giáo viên. Chúng ta học về kiến thức khoa học, những cái cơ bản nhất và quan trọng nhất, rồi sau đó chúng ta cùng giải quyết. Và khi mà em giải về một cái sự khoa học về cái chương sinh sản á, thì các bạn giống như là tiếp thu một cách là rất là thích thú và hứng thú. Thì khi mà giải quyết xong rồi thì bóc từng cái câu hỏi các bạn ra, thì có những câu hỏi trùng với nhau và tự học sinh dựa vào kiến thức đã học và trả lời được. Và theo em thì cái điều mà em muốn ở đây á, là giáo viên thì để cho học sinh và những người lớp nhỏ nữa, cho đứa con của chúng ta nữa, là hay hiểu về cái cơ quan sinh dục đó cũng giống như cái bộ phận trong cơ thể của mình, như tay hay là mắt, mũi, miệng. Và khi chúng ta vệ sinh và chăm sóc mắt, mũi, miệng thì cũng chung chăm sóc những cái bộ phận đó như vậy luôn. Dạ, cái đó là một cái kỷ niệm đáng nhớ của em. Chúc em qua em chỉ anh này nha. Ví dụ như cái câu hỏi mà học sinh hỏi em, có những câu nào nhạy cảm quá mức không hả Nhung? À dạ có ạ. Chẳng hạn như cô làm sao có thể sinh được em bé? Rồi những câu hỏi đó thì khi mà học xong bài thì các bạn có thể tự trả lời được cho mình. Dạ, và trả lời theo một cách khoa học, không phải là cứ quan hệ tình dục là sinh em bé. Đó là cái việc sinh em bé là có việc linh thiêng, việc chẳng hạn như là duy trì nội giống cách nghiêm túc. Và những người không may mắn sinh được thì chúng ta có những biện pháp thụ tinh nhân tạo, hoặc là bằng cách nào để có thể được sinh được em bé. Và họ từ lúc đó thì học sinh có hiểu rõ hơn và cảm thấy là cái đó là một cái điều khoa học, mình không có đùa giỡn được. Hiện tại là em đang vừa em đi dạy học vừa mở shop. Em có chủ nhiệm lớp không? Dạ em có chủ nhiệm ạ. Bên đó đang học giờ sinh học hả? Tức là khi mà học sinh học á, khi mà là giáo viên dạy sinh học á, thì chị nghĩ là cái khả năng quan sát về cơ thể, về ngôn ngữ cơ thể của em sẽ rất giỏi hơn những người khác. Tại vì chị cũng có là bạn cô giáo, là thầy giáo dạy sinh thì chị hiểu. Tức là nhạy bén lắm, đặc biệt là nhạy bén về giới tính, nhạy bén về phong cách, về tức là họ có thể phân tích được trên gương mặt mình như thế nào. Đúng rồi chị, lúc đó là cái lúc mà em đi học đại học, học về cái chương về cơ thể người và sinh lý người á, thì em lúc đó em học rõ lắm, đến nỗi mà nhìn một người nam thì em phân tích giống như cái bộ máy vậy đó. Ghê vậy. Đôi lúc mình không có lãng mạn giống như người ta, tức là nhìn có thể phân tích được, phân tích như một cái bộ máy. Em đợi chị xíu. Anh Linh, Linh rảnh không? Qua nhà em chơi, qua đứng hàng rào thôi nè. Qua học sinh học hả? Qua đứng phân tích nè. Anh tưởng đâu đang đi học em, ví dụ như học. Là em có thể phân tích về sao là... dạ, em... Ủa đừng nhìn anh phân tích gì sinh học nha. Về em ví dụ như nếu chào mà cô về giáo sinh học, chào anh hả? Em... dạ chào cô, chào bộ phận sinh đẻ có kế hoạch như thế nào hả cô? Rồi em phân tích. Rồi, đi chào cô. Em phân tích theo những cô gì nói đi. Người đàn ông như bộ máy là sao? Dạ chẳng hạn như là khi mà tìm hiểu một người đàn ông á, thì em thường suy nghĩ là từ cái ngoại hình của anh này như thế nào, rồi mình mới tự nhiên mình suy ra, tự trong đầu mình suy ra hormone anh này mạnh hay là yếu, rồi suy ra được là anh này tính tình như thế nào, là từ cái cách đó luôn. Cô ơi nhìn sao mình biết là sinh dục mạnh hay yếu cô? Dạ ngay cái đặc điểm chẳng hạn như là ở nữ và nam thì có hai hormone. Thường một người thì có hai hormone luôn là estrogen và testosterone. Khi mà ở nam testosterone mạnh hơn thì có những đặc điểm như là lông chẳng hạn sẽ mạnh nhiều hơn nữ, rồi cơ bắp cũng sẽ khác hơn, và bộ xương của nam thì nó cũng sẽ khác bộ xương của nữ. Thường thì em phân tích như bộ máy là vậy anh. Bây giờ đơn giản thôi, nhìn anh Linh là mạnh hay yếu? dạ anh em. Ví dụ như người ta nói á, giống như bình thường ta nói trời ai mà lông tay lông chân nhiều hoặc là lông nhiều tức là nhu cầu, tức là mạnh, đúng không? Còn không là yếu. Mạnh hay yếu? Trời ơi lột áo kìa thì tôi em estrogen hay là hay là testosterone ha. Dạ anh là nam thì chắc chắn là anh sẽ có testosterone mạnh hơn,
và mạnh hơn nhiều hay không thì thiên về cái việc mà anh nam tính hơn hay là hơi dịu, hơi nhóm nữ anh hơn. Là estrogen hơi nhiều đó. À, tức là nhìn có thể em có thể phân tích được là à cái phần liễu hay không liễu luôn. Dạ đúng rồi, nhưng mà cái này không chính xác 100% chị, tại vì theo là giống như ngoại hình thôi. Nhưng mà sao em cứ lảng tránh câu trả lời câu hỏi của chị vậy? À cộng long, đúng rồi, đúng rồi, có chị là cộng long. Không phải cộng long, cái này của chị là anh Linh. Thôi em nói sợ anh Linh giận á. Nói đi. Thôi được sao, rồi nói đi em à. Thôi thôi được rồi, trong cuộc sống có những sự thật không cần phải nói ra. Không, con bé nó sợ anh giận. Không có giận, cứ nói đi. Anh thôi, giận ai đó á. Nói là biết rồi, cứ nói đi. Anh không, yếu hay mạnh? Em có ý chút xíu nha. Ừ. Anh đi giảm cân chút xíu. Đó phải rồi. Hơi tôi mập thì cái vấn đề nguyên bộ máy nó sẽ liên quan với nhau. Hơi mập thì nó sẽ không được khỏe mạnh cho lắm. Ý em nói mập là yếu sinh lý hả? Một phần ảnh hưởng anh ạ. Vậy mấy người ốm mạnh à? Người ốm nhưng mà họ giống như không phải là ốm theo kiểu thiếu dinh dưỡng, mà họ ốm theo kiểu săn cơ á, thì chắc chắn thì cơ thể họ anh, sức khỏe họ mạnh thì tất cả các cơ quan cũng sẽ được bình thường. Anh Linh à, thôi mình đừng nói gì nữa, bởi vì người ta là cô giáo dạy sinh học, anh hiểu không? Đó là lý thuyết. À đó là lý thuyết hả? Thực hành nó khác. Đúng rồi anh, dạ. Chưa chắc. Mập đôi khi nó cũng mạnh lắm mà. Dạ. Thôi dẹp cái chuyện nó qua bên, mình trở lại chuyện làm mai đi. Tự nhiên nãy giờ vô là mai làm nhỏ ngồi đi, thấy nó mập nó cười hoài rồi. Dạ. Mập không yếu nha. Dạ. Dễ rồi. Thương hết sức. Tôi hiểu rồi. Vậy thì thôi bây giờ mình sẽ gác cái chuyện sinh học qua một bên. Dạ. Mình sẽ nói chuyện tình yêu. Bây giờ bỏ chuyện sinh học đi, nói chuyện sinh đẻ đi. Quên. Thôi mình nói chuyện sinh sản được không? Rồi bây giờ vậy nè, nói em muốn tìm người yêu thế nào, ốm hay mập, cao lùn hay là thế nào, cho anh biết coi. Dạ, thực sự thì em cũng hy vọng là em tìm được người bạn trai, chẳng hạn tại vì em hơi mảnh mai chút xíu thì em sẽ tìm một bạn trai khỏe mạnh, càng tập gym cho nó có cơ thì càng tốt, tập có sự biến rũ, có sự biến rũ về nam tính. Mày không có cơ đi lắm. Rồi thực ra thì em cần một người trưởng trạc và thông minh. Tại vì em cũng đôi lúc thì cũng có những cái không biết là cuộc sống có những cái gọi là va chạm thì em không giải quyết được, thì em cần một người tư vấn cho em. Vì thế cho nên em rất là cần một người thông minh và có tiếp xúc nhiều với xã hội á, giống như là một người thầy đối với em trong cuộc sống. Người là gọi là vững ngoài đời đó. Dạ đúng rồi. Trải nghiệm ngoài đời. Tại vì em toàn là lý thuyết không à. Đúng rồi, em lý thuyết không mà mập. Cho nên em cần một người thực tế hiểu biết nhiều. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Ngoại hình thì tại vì em cao cũng 1m65 thì 65. Dạ. Thì bạn trai cỡ 1m65 được rồi, trở lên được rồi. Ok. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ thì hiện tại tới bây giờ thì em có hai mối tình. Mối tình là gọi là song phương và một mối tình là đơn phương. Và mỗi mối tình thì kéo dài 2 năm. Thì sao chia tay? À mối tình song phương là tại vì người đó ở quê, em ở thành phố và em không chuyển được việc về, còn người đó thì không thể vào thành phố với em được. Thì bắt buộc thì hai người cho một hai người có lối đi riêng. Anh có mập không? Anh nó không mập đâu. À thì được rồi. Vậy là em muốn tìm một người lý tưởng như thế. Bây dạ. giờ mình kêu tiêu chí thì mình có được không? Dạ đảm bảo hết anh. Đảm dạ. bảo đúng không? Dạ. Thôi cô giáo dễ thương lắm. Dạ. Nhung, dạ. nãy em có nói là em đã từng yêu xa đúng không? Tức là ở ngoài quê, dạ, em ở đây. Thì nếu như hôm nay cả hai bạn có duyên với nhau nhưng lại yêu xa thì sao? Tại vì vẫn là một người ở Bình Thuận, bạn kia ở La Ghi để kinh doanh, để quản lý quán cà phê, em lại ở thành phố Hồ Chí Minh và đi dạy học, lại yêu xa một lần nữa thì em dạ. nghĩ sao? Thật sự thì nghe bạn nói là bạn ở Bình Thuận thì em thật sự cũng sợ cái vết xe đổ lần trước, là mình có tình cảm nhưng mà mình không đến được với nhau. Ừ. Được rồi chị, để coi thử là cái sự nếu như giải quyết dạ. được nằm ở nhà trai như nào. Ha, chàng trai ơi. Dạ, chào chị. Bây giờ là cũng ở xa, một người ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Một người ở Bình Thuận. Dạ. Thì bây giờ nếu như Nhung đồng ý về Bình Thuận
Nhung đồng ý về Bình Thuận với điều kiện là em có thể là lo việc làm, xin dạy ở một cái trường nào đó Bình Thuận cho Nhung thì em làm được không? Dạ em sẽ cố gắng hết sức và em nghĩ là có thể được. Dạ. Có thể được hả? Dạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì em đã từng trải qua hai mối tình. Dạ, mối tình thứ nhất thì em vừa học vừa làm ở đây thì quen một bạn nữ đó trong một cái trung tâm, rồi nói chung là hai tụi em cũng có nhiều cái kỷ niệm lắm, nhưng mà khi mà sau này thì hai tụi em là cãi nhau rồi có một số cái bất đồng quan điểm cho nên là cuối cùng là tụi em là quyết định chia tay. Ừ, vậy có dạ. Mối tình thứ hai? Còn mối tình thứ hai thì nó ngắn hơn. Thì em quen với bạn đó thì cũng yêu xa, rồi cuối cùng thì bạn nữ đó đi du học và có định hướng ở lại bên đó luôn, cho nên là dạ em tụi em cũng là quyết định là cái mối tình đó kết thúc cách đây bao lâu rồi em? Dạ cũng hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm? Dạ. Vậy hơn 2 năm qua có ai, em có thích ai hoặc là có ai thích em không? Dạ hơn 2 năm qua thì nói chung cũng có để ý một số bạn, nhưng mà cũng do em rất là ngại thể hiện cho nên là cũng chưa có quen được ai. Và bạn bè em thấy vậy cũng chọc ghẹo em ghê lắm, cho nên là chọc ghẹo em sao cứ nói em là không có quen gái, thích quen trai, cho nên là hôm nay là em phải quyết định tham gia chương trình này để chứng tỏ cho bạn em thấy và để kiếm một cái mối tình phù hợp với mình. Dạ. Ai chọn màu áo này cho em? Dạ em chọn. Sao em lại chọn màu hồng? Dạ em chọn màu hồng để cho tạo cái sự ấn tượng với bạn nữ, là thấy cái tính em hiền để dạ bạn chọn. Bạn nữ của chị là cô giáo dạy sinh học, đợi chị xíu em. Dạ. Ơi, bạn nam chọn áo màu hồng, vậy thì cái gì hồi nãy em nói đó, hai cái đó. Dạ testosterone có mạnh hơn estrogen hay không? Dạ. Thì em nghĩ đi, màu sắc anh ấy chọn màu hồng. À thực ra thì đa phần chúng ta đều thích màu hồng, tại vì khi trẻ sinh ra là đã có một cái sự ấn tượng là thích màu hồng rồi. Có lẽ là tâm hồn của anh ấy thường như một đứa trẻ. À không, là rất là thoải mái và dễ thương. Em nghĩ là vậy. Màu hồng là màu nam tính số 1 đó mà. Phải không anh? À chà, anh chọn màu hồng, màu áo. Ngay cả cái món quà anh chọn cũng hồng. Ráng nghe cưng. Dạ. Lần chuyến này đi là phải đem bạn gái về. Để dạ. cho bạn bè xung quanh mình không có chọc nữa. Dạ, đúng. Biết rồi. Ta chọc mình đi bạn của hàng hòn chọn áo màu hồng. Thiệt sự rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ giao lưu với người thân. À, Nhung, hôm nay em tới tham gia chương trình đi với ai? À, dạ em đi với lại ba mẹ em từ quê vào. À. Và có anh trai em và có mẹ nuôi của em nữa ạ. À, anh trai đồng mẹ nghiệp nuôi. Có cô hiệu phó hiệu của nhà trường. À. Dạ. Và có các chị và các cô đến ủng hộ em ạ. À. À, dạ. Lực lượng đàn gái đông đảo quá nhờ. Dạ. Xin chào cả nhà đàn gái. Hai MC Quyền Linh với Nam Thư. Dạ, dạ. Tôi là bố của Nhung. Dạ. Xin chào tất cả khán giả có mặt và coi xem chương trình truyền hình hôm nay. Thì tôi có nhận xét về Nhung như thế này. Nhung là tôi thì gia đình ở trên Đa My Bình Thuận. Gia đình thì đông con, Nhung là thứ tư. Dạ. Tôi 6 đứa con lận, 5 gái 1 trai. Hiện nay là đây là mẹ của Nhung. Dạ. Hiện nay hai ông bà ở nhà làm nông thôi. Dạ. Còn Nhung thì từ nhỏ là ở tôi thì nhà trường xa, cho nên là học lên cấp 3 là đã phải thuê nhà trọ ở Ma Lâm á. Nói Ma Lâm thì đừng trai và mọi người đây biết là học và dạ. đi dạy thì ở thành phố. Dạ. Còn bây giờ thì ở bên đằng trai thì có cho hỏi cái là gia đình được đông con không? Rồi bố mẹ sao? Dạ con là con trai út, còn con còn hai chị nữa bác. Hiện tại ba dạ. con đang sống chung với lại ba mẹ. Dạ. Rồi thì nếu mà hai đứa đi đến hôn nhân thì cách trở như vậy thì bên đằng trai có giải quyết được để đi lại gần với nhau không? Dạ nếu mà hai bác cho phép con và Nhung quen nhau thì con nghĩ cái khoảng cách mà trong cái tỉnh Bình Thuận của mình nó không có xa lắm đâu.
Dạ, từ bên Tánh Linh về La Di thì con nghĩ là cũng rất là gần. Còn về cái công việc của Nhung, nếu mà Nhung về được ở La Di thì con sẽ cố gắng hết sức để lo cho Nhung có một cái công việc ổn định. Nên hai bác cứ yên tâm ạ. Dạ. Vậy thì nói chung là bác đồng ý đó. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ. Hai đứa là lên đây cũng là cái duyên thì cho một cái cơ hội để tìm hiểu và đi sâu hơn. Rồi. Alo. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào Nam Thư và xin chào khán giả ở trường quay. Thì đầu tiên là xin nhận xét về em trai. Tuy là mặc áo màu hồng nhưng mà rất là chuẩn, rất là đẹp trai. Và phải nói là một người rất là vui tính. Thì mình cảm thấy là mình có cơ hội thì hãy tạo cơ hội cho nhau nha các em. Đây là ai hả Nhung? Dạ đây là gọi là anh trai ở thành phố của em và giúp đỡ em rất là nhiều, và anh là chuyên viên của một bộ môn sinh của quận Bình Tân. Tức là cũng là giáo viên, cũng là đồng nghiệp nhưng mà làm bên quản lý. Cũng là đồng nghiệp của Nhung. Dạ rồi, cảm ơn chị là đàn gái bên mình. Xin mời đàn trai. Đàn trai. Dạ hôm nay em đến đây với chị của em và bạn của em ạ. Dạ. Chị ruột á hả? Dạ chị ruột em. Dạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam Thư với lại con chào gia đình bên kia ạ. Thì xin cho em nói trước về cái bạn gái. Thật sự khi mà chị thấy em bước lên là chị ưng rồi. Nói chung cái bộ đồ của em mặc á, là chị biết là sẽ hợp với Hưng. Cái thứ hai là em cũng biết là Hưng có nói á, là Hưng là con trai út và có hai chị. Thì chị cũng thương nó nhất tại vì chị cũng có một mình nó là em à. Chị đã đi cùng với nó 30 mấy nồi bánh chưng. Dạ. Thì những cái năm tháng mà nấu bánh chưng còn lại, chị muốn nó có một người phù hợp để cùng với nó song hành. Thì mình trẻ thì mình hay dùng từ là con người thích nhau bởi cái feeling đầu tiên. Thì đối với em thì cái feeling đầu tiên khi mà thấy em ra, thấy em nói chuyện, thấy em chia sẻ và kể cả gia đình em chia sẻ là chị thấy rất là phù hợp với lại em trai của chị. Hay em quá. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn bạn trai. Bây giờ thì tụi em đã nghe hết mọi người góp ý, bây giờ nói chuyện vui qua lại hết rồi, cũng cảm nhận về nhau rồi. Quan trọng vẫn là cái ánh mắt đầu tiên, cái feeling đầu tiên nha. Cảm nhận có rung động hay không? Mở rào. Bắt đầu đi Hưng. Chào em. Dạ, chào anh. Anh tặng em món quà nhỏ. Dạ em cảm ơn. Rất vui được gặp em. Chưa đứng đó hơn đứng đó. Dạ. Em có món quà tặng anh là đáng lẽ em vẽ một bức tranh tặng anh tại vì em thích vẽ mà, nhưng mà em đóng khung không có kịp. Dạ. Cho nên là em mua một cuốn sách này nói về 101 cách để mà duy trì và giữ cho mình tình yêu bền vững và phát triển ạ. Em mong là nó sẽ giúp ích cho anh. Anh cảm ơn em. Vẽ tranh anh nhận sao cũng được. Dạ. Ngồi ngồi đi Nhung. Không ấy cho em bấm nút luôn đi anh. Hả? Không ấy cho em bấm nút luôn đi. Cho nút luôn hả? Em ơi. Dạ. Này là cái gì vậy? Tặng gì vậy? Dạ em mở ra chia sẻ không? Một xíu về món quà. À. Em tặng cho Nhung một thỏi son là muốn cho đôi môi của Nhung lúc nào cũng mềm mại. À. Dạ. Và tặng cho Nhung thanh sô cô la để chứng tỏ là cái tình cảm của em nó lúc nào cũng ngọt ngào như thanh sô cô la này vậy. Dạ, cảm ơn anh. Tặng khéo léo sô-cô-la với son. Ừ, ăn sô-cô-la vô mà có. Thật ra thì đánh son. Thật em ra ơi. Thì mong muốn của một người phụ nữ nào cũng vậy, là đều ao ước là được chàng trai tặng một thỏi son. Cho nên là em rất là thích cái món quà này. Cảm ơn em. Đó là mong ước hiện tại thôi. Còn sự mong ước lớn hơn của một người phụ nữ nữa là được một chàng trai tặng luôn một bộ đồ make up trang điểm, đúng không? Chứ không chỉ là thỏi son. Son bình thường anh đừng có mơ ước đó em ơi. Không lẽ cả cuộc đời nó tặng son hoài hay sao?
Mưa cái lớn hơn ha. Em đừng nói vậy, đừng nói vậy. Vậy muốn nói lại không? Luôn ước của lớn lớn nhất của một phụ nữ không chỉ là son, cũng là sờ nhưng mà đổi qua xoàn, hột xoàn chứ đừng có cái son. Đùi vui thế thôi. Em nhìn đàn trai ngay từ lần đầu tiên thì em cảm nhận như thế nào? Em có muốn test thử cái độ gì đó, hai cái gì đó em? Chị quên rồi. Trời đất ơi, giờ dạy sinh học nữa hả? Dạ. Phải test chứ. Dạ. Tại cô giáo mà. Rồi em nhìn em đang phân tích gì không? Dạ em thấy anh thật thà. Thật thà. Nó hơi mập đó em. Anh Linh kỳ quá. Anh Linh rất kỳ luôn á. Ai biểu nãy chê tôi mập chi? Mấy người mập yếu sinh lý á. Trời ơi là trời. Nãy nói tôi vậy tôi nhắc hoài à. Em. Nhưng mà em cao anh. Nhưng mà em cao anh. Dạ. Đứng lên. Nhung đưa chị mượn quà nha, chị giữ cho. Rồi. Mình test đi. Mình test đi, mình kiểm tra đi, chứng minh cho anh Linh thấy. Anh Linh nói sai. Nó hơi có bụng đó. Dạ thôi được rồi ạ. Dạ. Được rồi hả? Tức là nhìn thôi mà cũng có thể test được hả? Tức là cẩn thận nha. Dạ. Cô Nhung của chị là nhìn xuyên thấu được luôn á. Cái gì nữa không? Dạ cô Nhung là về môn sinh cho nên là cô Nhung nhìn là cô Nhung biết rồi. Dạ, cho nên không cần phải. Chào cô chính... đi, chào cô đi. Dạ. Chào cô Nhung. Ờ, chào em. Rồi thôi. Hai đứa ngồi xuống mình nói chuyện tâm sự với nhau đi ha. Đưa vô kiểm tra rồi nó kiểm tra bộ phận sinh sản rồi mệt. Thôi nói chuyện tình yêu đi. Hồi đó anh học sinh cũng yếu lắm thì chắc nhờ yếu. Em sau này bổ túc lại cho anh. Ủa giờ ví dụ như bổ túc mình học lại sinh cấp 2 làm gì? Dạ không, bổ túc để hiểu thêm về cái dạ. Dạ có duyên thì em sẽ chắc chắn là có duyên rồi. Em cái ấn tượng về em lúc mà lần đầu tiên gặp anh thì như thế nào? Dạ em thấy anh rất là thật thà, nho nhã và giống một người bạn của em. Ồ vậy à, bạn trai cũ à? Dạ không ạ. Giống một người đồng nghiệp của em thôi, một người bạn ở trong trường. Làm anh lo. Dạ anh cho em hỏi là em hỏi thoải mái đi, em cứ hỏi đi. Dạ anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Nói về tình yêu thì anh nghĩ là hai người cùng một cái suy nghĩ rồi chia sẻ một cách là coi như là cởi mở với nhau, không mình không có phải giấu giếm với nhau điều gì không trong cái cuộc sống, thì mình mỗi lần mà có cái vấn đề gì thì hai bên nên là cùng nhau là ngồi lại giải quyết một cách là thật là nghiêm túc đó, để cho tránh là mình cái những cái xích mích mà không đáng rồi nó xảy ra thì từ đó nó sẽ tổn thương dần dần, thì anh nghĩ là vậy. Dạ em cũng suy nghĩ là khi mà xích mích thì mình nên ngồi lại, cũng có thể là cãi vã, cũng có thể là to tiếng, nhưng rồi. Mà đừng có bỏ đi. Đúng. Thì mình sẽ không có giải quyết vấn đề ở đó, cuộc sống mà. Dạ bây giờ mình nói thêm về vấn đề yêu xa nè. Dạ. Rồi mình sẽ gặp nhau như thế nào, rồi hẹn hò ra sao, kế hoạch tương lai như thế nào, khi mà bao lâu chúng ta có thể tiến tới hôn nhân với nhau, và sau khi tiến tới hôn nhân với nhau thì kinh tế trong gia đình như thế nào, con cái ra sao, các bạn chia sẻ thẳng thắn đi. Hiện tại thì cái phương tiện di chuyển từ La Di vào thành phố nó cũng có rất là nhiều, cách nhau cũng chỉ có 100 mấy cây số thôi, thì anh nghĩ là anh có thể là cuối tuần em nghĩ anh có thể là vào đây thăm em, hoặc là em có thể là về La Di thì về La Di chơi rồi tắm biển đồ này nọ đó. Hoặc là anh có thể là cùng em là về bên gia đình trên kia chơi thì cái thời gian của anh cũng thoải mái đó. Còn về cái công việc của em, nếu mà chúng ta mà có thể tiến gần hơn thì anh sẽ cố gắng lo cho công việc em ổn định trước khi kết hôn. Còn về cái kinh tế thì hiện tại thì nói chung gia đình anh rất là thương anh, cho nên là ba mẹ anh cũng đã cho anh là có nhà riêng rồi, cho nên là em không phải lo về cái điều đó. Anh hiện tại là anh đang quản lý cà phê, nhưng mà anh có cái định hướng cho cái tương lai, nếu mà anh mà có gia đình rồi ấy thì anh sẽ mở riêng một cái quán cà phê cho mình để kinh tế nó được ổn định hơn, để sẵn sàng để chào đón những đứa con của mình. Em cảm ơn. Một con đường tương lai rất là cụ thể đó. Cụ thể, rõ ràng. Không, giờ hồi nãy em mặc áo hường là chị còn ghẹo ghẹo, còn giờ nghe chia sẻ chị thấy em hết sức là đàn ông. Đúng rồi. Dạ. Nó chia sẻ xong thấy tương lai cũng một màu hường đó. Kỳ
cái áo em không liên quan tới tính em đâu chị. Rồi mình nói chút xíu về quan điểm con cái hai bạn. Dạ, em hỏi anh là anh suy nghĩ như thế nào về việc vai trò của người vợ và vai trò của người chồng trong một gia đình và đối với con cái? Em hỏi thì anh thấy em là người rất là sâu sắc. Về người vợ thì anh nghĩ là như em chia sẻ, em biết nấu ăn ngon thì đó là một cái điểm mạnh của em rồi. Thì nói về người vợ thì sau lưng người đàn ông thành đạt thì luôn có bạn phụ nữ. Thì anh nghĩ vậy, thì nếu mà một người phụ nữ mà biết quán xuyến hết được hết những cái việc trong gia đình, một người phụ nữ mà chín chắn, có thể là lo toan mọi việc thì là cái gia đình nó sẽ hạnh phúc hơn. Còn về người đàn ông thì cái trách nhiệm của người đàn ông thì phải gánh vác cái gia đình của mình rồi. Còn về nói về con cái á, thì con là do trời sinh, cho nên là bản thân anh á, thì anh hơi thích con gái hơn. Nhưng mà nếu mà con gái con trai thì đều là con của mình, không quan trọng, anh nghĩ vậy. Mà nếu mà đẹp á, thì anh nghĩ là con gái đầu lòng và con trai thứ hai là sẽ rất là đẹp, anh nghĩ vậy. Cô giáo ơi, mình vận dụng chuyên môn xíu. Rồi với cái giao diện tướng tá này thì ví dụ nhìn vô là trai gái, sinh trai thì đầu lòng hay gái đầu lòng hả cô giáo? Không, thực sự thì sinh trai sinh gái thì em là môn sinh, thì em có cách để canh được. Rồi. À, quá hay. Quá hay. Anh cũng giới thiệu sơ về anh. Anh trước khi anh về, tại lúc trước là anh cũng ở trong thành phố, anh học đại học cũng đây. Thì anh học về thể dục thể thao nên em cứ yên tâm về điều đó. Rồi, vô, đẩy thuyền vô đúng luôn. Em học thể dục thể thao, em học bộ môn gì? Dạ, em học về chuyên về điền kinh. Cho nên mà về cái điểm mạnh của em thì tất cả các môn thể thao thì hầu hết em đều chơi được. À, dạ. Em học mạnh nhất về điền kinh. Dạ. Vậy là chạy giỏi. Dạ, chạy nhảy giỏi. À, trước giờ có hay bỏ chạy không cưng? Dạ không đó. À, không đối diện chứ không bỏ chạy. Dạ. Hay quá. Dễ thương hết sức. Rồi, nãy giờ mình chia sẻ, mình nói chuyện như vậy thì chị nghĩ là cả hai đã có cảm xúc về nhau, hiểu về nhau và hiểu thực sự là mình nghĩ gì về người đó rồi. Bây giờ mình nói ngắn gọn thôi, cảm nhận về nhau, sau đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Em nói trước đi. Yeah. Em có cảm nhận như là anh rất là chân thật và rất là gần gũi. Yeah. Anh chia sẻ xíu nhé. Về anh suy nghĩ, anh tuy anh mới gặp em thôi, nhưng mà anh cũng có cái cảm giác là mình đã là gặp nhau là lâu lắm rồi. Thì anh hy vọng là mình hãy là cho nhau một cái cơ hội để anh dùng cái thời gian để có thể là chứng minh cho em thấy cái sự chân thành từ anh. Thì anh hy vọng điều đó. Hay. Dễ thương. Qua câu chuyện vừa rồi thì anh thấy một cô giáo rất là chững chạc. Đây là càng chững chạc hơn nữa. Anh không ngờ em có những cái suy nghĩ sâu như thế. Dạ, cảm thật sự là anh nãy em đấy. Dạ, cảm ơn. Một chàng trai còn rất trẻ nhưng đã có một cái kế hoạch rất là cụ thể. Một cô giáo cũng đang có một cái tương lai rất là tốt. Anh nghĩ rằng hai em năng động sáng tạo, những con người trẻ của một thời hiện đại có thể kết hợp với nhau để phát triển tương lai và sinh con đẻ cái theo ý muốn. Bởi vì em nó có thể can thiệp đúng không? Khó lắm em. Ngày xưa anh cũng nói vậy đó, mà không được đâu. Nói chung là sinh con là do trời cho. Mình xin trai gái gì cũng được hết trơn á, đừng có can thiệp vào tất cả mọi chuyện đó. Bây giờ thì chúng ta nhắm mắt lại 30 giây để suy nghĩ xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Đã đến lúc chúng ta phải thật với con tim của mình. Để tay vào nút bấm đi. Nút bấm là của chúng tôi, quyết định là của các bạn. Thật sự cảm giác đây là một nửa yêu thương, hẳn bấm nha. Chuẩn bị. Trời ơi. 3 2 1 Hết thời gian. Em gái. Mày Nhung. Em không bấm. Em có thể chia sẻ lý do không? Có thể là anh buồn, nhưng mà em nghĩ là chúng ta không phải là một nửa của nhau. Em để dành người phù hợp với mỗi người hơn. Anh tôn trọng quyết định của em. Dạ. Em gái. Em anh một cái để là giống như là anh trai. Rồi, cảm ơn em nhiều. Em gái. Một câu chuyện thế này nè, anh bất ngờ quá. Anh rất là bất ngờ trong câu chuyện này.
Em nói là mình chưa phù hợp với nhau, chưa phải là một nửa của nhau. Em có thể cho anh biết một chút lý do và anh rất là bất ngờ về câu chuyện này. Dạ, yeah. Tại vì em tiếp xúc với nhiều người ở cũng từ nhỏ đến giờ, nhưng mà hầu như thì nó mang lại cho em cảm xúc thân thuộc như người anh trai hoặc là gần gũi giống người bạn, thì nó không có làm cho trái tim em rung động. Còn khi em gặp mà người em muốn quen thì nó sẽ cảm thấy hồi hộp, rung động và có gì đó cuốn hút hơn. Ừ, nhưng mà cái đó em cảm nhận, em cảm nhận cảm xúc của em à. Tại vì em là con người sống độc tâm, em rất là quan trọng về tình cảm. Rồi, chị tôn trọng quyết định của em. Một cái kết hết sức là tiếc nuối, đầy tiếc nuối. Với lại là một nửa nữa là em sợ vết xe đổ của mối tình trước, là hai người ở hai nơi và không thể nào chung một lo sợ em điều ơi đó. Em ơi, đừng bao giờ nghĩ là cái lần đó nó xảy ra rồi thì nó lần xảy ra nữa. Tất cả cái sự chân thành của bạn ấy em không cảm nhận được sao? Tất cả mọi người đây anh nghĩ rằng ai cũng cảm nhận được sự chân thành của chàng trai. Có thể là con tim em chưa rung động, nhưng anh nghĩ rằng em không nên sợ bất kỳ điều gì cả. Bởi vì nếu như mà em sợ thì chúng ta sẽ không tìm được nửa yêu thương của mình đâu. Cuộc sống mà, đừng có sợ những cái gì mà biết sao lúc đó nó khác, bây giờ nó khác. Là em có nghĩa là em muốn có một cái con đường đi vững chãi và nghĩ là con đường đó hai người đi chung với nhau chắc chắn. Rồi và mình sẽ có cảm xúc rung động, vừa có sự lý trí vừa có tình cảm, thì lúc đó thì em sẽ dành tình cảm đó. Tại vì khi em yêu thì em yêu rất là nhiều và em không có nhìn xung quanh. Khi xác định mục tiêu của mình có thể đến với nhau thì em yêu rồi. Rất là nhiều. Chúng tôi luôn luôn trân trọng những cái quyết định của những người chơi ở đây. Nhưng thực sự là nuối tiếc đó các bạn. Anh đây. Thấy rất tiếc trong điều này. Em giữ lấy món quà của bạn ấy, giống như là một kỷ niệm lần đầu tiên thôi. Chúng ta gặp mặt và quen nhau. Dạ. 1001 bí quyết để tình yêu thăng hoa. Em nghĩ là cuốn sách này sẽ có phần giúp anh tìm được một nửa của mình. Anh cảm ơn em. Anh cũng là hy vọng, tuy là mình không có duyên về cái tình yêu thì mình cũng có duyên về cái tình bạn. Thì anh cũng mong là mình sẽ thường xuyên giữ cái liên lạc, đúng không? Để có thể là y như là một người bạn kết một người bạn, đúng không? Dạ được ạ. Em được. rất là vui khi được anh làm bạn. Một phần quà dành cho các bạn đó là một cặp gối của Vinalatex. Dạ. Cảm ơn. Và một món quà của Cacao Việt Nam, mật của đất, gửi tặng các bạn. Hy vọng rằng trong cuộc sống chúng ta sớm tìm một nửa yêu thương của mình, nó ngọt ngào những thanh sô cô la này. Và đây là bộ mỹ phẩm chăm sóc da đến từ thương hiệu One Today do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc, gửi tặng đến các bạn. Còn nữa, và đây là món quà đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt, một nồi cơm điện, đây gửi tặng đến các bạn. Thật là đáng tiếc nhưng cảm xúc thì không thể cưỡng cầu được. Dạ, một lần nữa cảm ơn các bạn đã đến và tham gia chương trình. Chúc cho em sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. Và em cũng vậy. Dạ. Cảm ơn các bạn. Xin mời. Cảm ơn. Nhưng chả bây giờ thầy đặt tuyển cũng hơi khó khăn. Dạ. Em biết thời buổi này hơn. Vô biên chế cả nước khó lắm. Anh không thích được khó. Dạ. Anh đã được vô biên chế rồi ạ? Anh vô biên chế anh dạy 18 năm rồi mà. Dạ. Như vậy là bây giờ là thằng dân Long An luôn rồi đúng không anh? Dân Long An rồi, anh vô trong này là 22 năm, học sư phạm 3 năm, rồi đi dạy 18 năm. Yeah. Rồi, bây giờ là chắc chắn mà mình hỏi một câu của thầy chưa có con đúng không? Em đảm bảo chưa có con, có số điện thoại của thầy cô ở trên trường cũ vẫn còn. Hay là có chưa biết? Trời ơi, chưa có anh ơi, em nói thầy giáo mà sao nói giáo trước mọi người được? Ủa? Mà nó nghe nè thầy ơi, nó nghe thầy, mà tại sao lúc đó thầy 5 năm rồi mà thầy chưa có con, hay là thầy có khả năng có con không? Trời ơi, thử nó biết mạnh khỏe này, tiêu hết đất, em hết đất cho em sáng nào em tập thể dục. Cái chuyện hết đất không quan trọng, không quan trọng, không liên quan. Hết đất với đẻ con nó khác xa nhau, có nhiều người hết đất rất là giỏi nhưng đẻ con không được. Tại biết không, cái vấn đề mà vợ chồng cứ trục trặc hoài, cái tâm lý anh, cái chị đó, tâm lý nó không thoải mái đó. Không thoải mái vậy gì? Cái, về cái lúc... Mấy cả, em hỏi á, em hỏi cô á, sao không có con, hay là đi khám đi. Cô nói chứ, việc gì mà phải khám, mà có bệnh hoạn gì đâu mà cứ kêu khám. Có chứ cứ vậy rồi.
Vậy đâu phải bệnh hoạn gì, cái đó mình vẫn đi khám, mình biết mình phát hiện. Chắc em kêu cả hai đứa cùng đi khám, cùng chị không chịu đi khám. Ở bây giờ một mình anh đi khám đi, là coi anh có khỏe không? Dạ thì có yêu cầu thì nhu cầu thì em đi khám. Đúng rồi. Em đi. Đúng, dạ. Phải khám cho yên tâm. Dạ. Rồi sao lấy nhau về phải đẻ liền. Dạ. 40 chứ 37 rồi. Dạ. Dạ con mọn. Ha, dạ. Bây giờ đi khám trước đi nha. Dạ. Quen nhau cái làm đi khám liền. Dạ. Bấm nút là đi khám. Dạ. Về nói với cổ là anh có khả năng có con nè, người ta mới đám cưới mình. Dạ. Nha. Dạ. Nha thầy. Dạ. Rồi được, để thầy đảm bảo. Đảm bảo 100%. Giờ hứa đi nữa là anh sẽ đẻ được. Đâu đẻ được. Anh sẽ đâu mình phụ đứa đâu mà đẻ. Đẻ được. Anh sao? Thì phải khẳng định gì cho cổ tin chứ sao đẻ không được. Anh sẽ trợ giúp cho em đẻ được hả? Được. Nói chung là thầy rất thoải mái, thầy rất là thiệt đây là thật tình đó. Đây là con người rất là chân thật ha. Anh đừng lo điều đó. Bây giờ nó hỏi đủ hết rồi, em thấy tin chưa? Dạ. Rồi. Bây giờ thí dụ như bây giờ về ở chung ba mẹ làm dâu đó, anh đồng ý không? À, làm dâu bên nhà ảnh á hả? Ừ. Dạ, em cũng thích ở chung nhiều người trong gia đình. Dạ, cho nên làm dâu đối với em không thành vấn đề. Bây giờ ba mẹ cũng lớn tuổi rồi ở đó. Rồi mình khỏi mua nhà, mình dành dụm ra số tiền để mình lo cho tương lai. Dạ, được sẵn là có thời gian đi du lịch luôn. Rồi, hay quá. Rồi, bây giờ rồi. Hai bạn sẽ giới thiệu về nhau nha. Mời bạn nữ giới thiệu về mình trước. À, dạ em tên là Nguyễn Thị Anh Thư, hiện giờ 36 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Em lớn lên tại Gia Lai, thành phố Pleiku. Ừ, vậy là quê mình ở Gia Lai. Dạ đúng. Hiện tại là làm việc ở Bình Dương, là làm công việc gì em? Dạ em làm nhân viên văn phòng chị. Ừ. Dạ. Mình sống ở đó lâu chưa? Dạ nếu mà tính đến thời điểm mà lúc em tốt nghiệp thì làm ở Bình Dương tới bây giờ là được hơn 11 năm. À, cũng thành một cái quê hương thứ hai của mình. Dạ đúng rồi. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Chào em, xin chào quý khán giả, chào anh Quỳnh Ninh và chị Cát Tường và bạn gái bên Phước Chèm. Em thì tên là Nguyễn Danh Hòa, năm nay 40 tuổi, quê gốc ở Hưng Yên, đến từ thành phố Tân An, tỉnh Long An. Nghề nghiệp là giáo viên tiểu học. Giáo viên tiểu học. Dạ. Hiện tại là em đang dạy ở đâu? Dạ. Em đang dạy học ở đâu? À, em đang dạy học ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ạ. Long An? Dạ. Bên đây là Bình Dương hả? Dạ. Chà, rồi cũng hơi xa nha. Cũng xa mấy đâu. Bình Dương thì cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30-40 cây, Thủ Thừa cũng cách 30-40 cây, tổng cộng gần 100 cây. 30-30, anh cộng 6 thôi, anh quốc lên tới 100. Đâu có 40 mấy đó, tính ra là chỗ anh này tới thành phố Hồ Chí Minh phải 40 mấy cây. Rồi bây giờ vậy bạn trai nói thử coi, giả tỷ như mình quen bạn gái thì bao lâu mình hẹn hò nhau được một lần? Gặp cái đó cuối tuần là em nên em gặp bà, tại em nghỉ thứ bảy chủ nhật không mà. À. Mấy cả cái vấn đề đi lại thì không có khó khăn thì em. Đúng rồi. Em đi xa liên tục á. Đi liên tục luôn. Đi liên tục, cuối tuần là cứ dành những thời gian là xách xe đi chơi, đi tới Phú Quốc rồi đi từ Long An tới Đà Lạt, đi Nha Trang chơi suốt. Ôi trời. Đi xe máy vậy luôn. Đi chơi xe máy đi một mình không à. Quá dữ luôn. Bây giờ Bình Dương là gì đâu? Không có thông cá gì. Không có cửa gì đúng không? Dạ. Như vậy là tuần là lên thứ bảy giật luôn. Đúng rồi. Thứ bảy chủ nhật luôn, nếu mà bạn gái chấp nhận chứa nên em ở em xuống. Được không em? Ít nhất là mỗi tuần mình cũng được gặp nhau một lần. Dạ. Rồi mình có chứa nữa thì anh ở lại từ bảy qua nhật luôn. Anh sáng chứa anh mới về luôn. Không chứa thì mất công anh chạy về rồi sáng chủ nhật anh chạy xuống lại, đúng không thầy? Dạ. Không đó. Cần chứa thầy, thầy cứ ở gần đó luôn cũng được. Dạ. Mấy thầy coi có cái nhà trọ nào kế bên đó rồi thầy mướn tháng luôn. Đâu có ở có em có đứa em ở gần Biên Hòa. Đứa em trai ở gần Biên Hòa. À. Có gì về Biên Hòa mà ghé nó lên cho. Rồi thôi, vậy là bước đầu. Cả vấn đề đi lại thì vô tư đi. Hay đi quá đi. Vậy. Thế rồi. Bây giờ nè, anh có ưu khuyết điểm gì? Em á, em cái ưu điểm của em á là em thích trẻ con lắm, thích cho con nít lắm. Em thích lắm. Biết không? Tụi học sinh nó ngồi nó viết bài em ao ước làm sao không? Em bước ao ước làm sao mai mốt em có một đứa con như cái đứa học trò của em á. Ừ. Em thích lắm. Vậy là dễ thôi mà. Dạ. Có vợ là có con thôi mà. Dạ. Có được không? Được. Chắc được. Trai em mới còn men hoàng hoàng. Men hoàng hoàng đúng không? Thầy. Đó là sở thích hả? Dạ. Trời ơi. Em sống hòa đồng vui vẻ mọi người đó. Vậy thầy có khuyết điểm gì không thầy? Cái khuyết điểm của em á là ai mà nói dối cái thứ á hoặc mà nói cái gì mà không đúng là em nói thẳng luôn. Mà bất cứ cái người đó là ai, em không thích người đó nói dối một điều gì. Nói dối là nói thẳng vô mặt luôn. Là nói thẳng là thôi anh là bao anh nói cho thật đi, cái đó là em biết rồi đó. Thôi cái anh là đừng có nói người ta luôn đúng không? Dạ. Rồi thầy có ưu điểm gì nữa không?
Cái ưu điểm là em á, em tìm hiểu, em biết về lịch sử địa lý rất là nhiều. À, thầy giáo mà. À, có điểm mạnh gì nữa không? Mà những anh chị đây hỏi em bất cứ biển số xe của tỉnh nào em đọc cho biết liền, rồi biết điều huyện nào thuộc tỉnh nào em đấy, đọc cho hết biết hết. Rồi đọc thử coi nào. Bây giờ từ thành phố Hồ Chí Minh đi một dọc từ từ Lạng Sơn tới Cà Mau đi. Rồi trời ơi, dữ luôn. Thử coi nào. Biển số xe gì? Rồi đọc loạt thôi. Biển số xe 11 Lạng Sơn. 12. À, chứ 11 Cao Bằng, 12 Lạng Sơn, 13 Hà Bắc Cú. Ừ. 14. 14 Quảng Ninh. 15. 15 16 Hải Phòng. 15 đâu? 15 mới cả 16 là Hải Phòng. À, rồi 17. 17 Thái Bình. 18. 18 Nam Định. 19. 19 Phú Thọ. 20. 20 Thái Nguyên. 21. 21 để em bình tĩnh. Để em bình tĩnh chút. Để em bình tĩnh chút. Vậy là được rồi. Cái số 21 thầy không nhớ. Không, 21 là Lào Cai. Ồ. Dạ. Em nhớ là Lào Cai. Nhiều đủ rồi. À, quá dữ ha. Đọc từ thành phố Hồ Chí Minh tới Long An thôi, Bình Dương thôi nè. Bình Dương nè. Bình Dương 61, đúng Long rồi. An 62, Tiền Giang 63, Tiền Giang 63, 64, Vĩnh Long 64, 65 Hậu Giang, 66 Đồng Tháp, 67 An Giang, 65 khác à, 65 là Cần Thơ, rồi 65 Cần Thơ, rồi 66 Đồng Tháp, 67 An Giang, 68 Kiên Giang, 69 Cà Mau, 70 Tây Ninh, 74 Cà Mau, 72 Vũng Tàu. Nói chung á là thầy với Linh là có chung cái quan điểm là đọc số xe của các tỉnh, tỉnh bạn tôi đọc được mà. Rồi mấy cả em nhìn lá quốc kỳ là em biết, không em không phải khẳng định là 100%, nhưng 90% em đoán lá quốc kỳ đó thuộc nước nào. Rồi đọc tên nước đó em biết là cái nước đó thuộc châu nào luôn. Nhìn cái tường biết là như thế nào không? Chỉ cái tường rất là xinh đẹp. Quá dữ, quá dữ. Trời ơi, ưu điểm ta dài dài. Rồi, rồi, được đó rồi. Cho biết rồi. Bàn tay là số 1 sao rồi em, đó. Sao em, nãy giờ em cảm thấy thế nào? À, thầy này có một cái sở thích cũng giống em á chị, em cũng thích đi du lịch lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi, mai mốt hai người sẽ cùng đi du lịch với nhau. Dạ. Rồi, ưu điểm quyết định là cái gì? Mình làm lại coi, nãy giờ mình lép vế rồi. Em thấy anh cũng hơi trùng với em tí xíu, tức là em cũng là một người rất là thẳng tính, nhưng mà có điều là như anh á thì anh nhận xét trực tiếp người ta, còn em thì thường em sẽ góp ý rất là tế nhị. Thêm nữa là em là người thích sự sạch sẽ. Không biết anh có thích sạch sẽ không anh? Anh sạch sẽ lắm. Thầy giáo mà không sạch sẽ làm sao gương được cho học sinh em. Dạ đúng rồi. Sạch sẽ, sạch sẽ. Dạ. Em thích một người biết thương yêu động vật, biết thương yêu con người. Thì trong đó anh có nói là anh thích em bé, em cũng thích em bé luôn. Anh thích bé trai, bé gái anh hả? Nói chung là trời cho bé nào thì mình nhận bé đó. Anh không dễ quan trọng. Mà. Đúng rồi. Dạ, thầy dễ chịu quá, em cảm ơn thầy. Thêm nữa thì thật sự ra thì em cũng có một thời gian em cộng tác ở trường đại học, cho nên là em thấy cũng có một cái gì đó nó cũng gọi là có cái sự trùng khớp ở đây. Em cũng thích về lịch sử và địa lý. Thì như anh trình bày thì anh biết khá nhiều về các tỉnh thành, đặc biệt là biết cái biển số xe, rồi tự nhiên là quốc kỳ chẳng hạn. Thì cái đó cũng là một trong những cái sở thích của em thấy nó cũng có cái sự trùng khớp ở đây. Cái điều mà em không thích đó chính là, tức là cái sự giả dối như vậy. Em đi rất ghét nói dối, dạ, ai nói dối là bạch mặt liền. Dạ. À nói dối là anh nói thẳng luôn đó. Bây giờ mình có cái tài gì không em? Mình có tài gì mình ảnh anh cũng phô trương lực lượng quá. Dạ. Mình phải có cái tài gì em thì có khả năng hát chị, có khả năng kể chuyện. Đó. Kể chuyện, hát. Dạ. Em thích đọc truyện kiếm hiệp, em thích coi phim kiếm hiệp. Rồi, bây giờ mình làm gì đó mình biểu diễn, muốn làm gì cũng được. Cho anh ấy thấy cái tài năng của mình một chút xíu. Đồng ý không? Dạ. Rồi. Mời bạn. Hồi trước tiên đi là em xin phép là em hát tặng cho mọi người một đoạn nhạc trước đi ha. Rồi. Dạ. Every night in my dreams I see you, I feel you. Does it how I know you gone? Far across the distance and space between us and xin cảm ơn mọi người. Rồi. Em còn tính hát nhiều mà tại mọi người vỗ tay làm em bối rối quá, xin lỗi. Thôi đâu, miễn sao có ta biết bài hát đó của Titanic là được rồi ha. Dạ đúng rồi anh. Rồi. Thầy có biết hát không? Em thì nói thiệt, lúc nào mấy ở trong trường có đám tiệc liên hoan gì đó, xin xỉn vô mới hứng đi mới hát thôi, còn bình thường không có hứng hả? Bữa nay chưa có hứng, chưa có hứng. Thôi tới chương trình thì bạn là cái đã
hát tặng mọi người. Thì với cả anh Quyền Ninh, chị Tường và khuyến cả quý khán giả rồi, thì em xin hát một đoạn thôi, một khúc làm luôn cái bài là em rất là hâm mộ cái nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Em hát bài Tình Cây Và Đất. Rồi bắt đầu. Trời sẽ duyên nên khiến xui anh gặp em, cho nửa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh. Rồi mai đây anh là đất, em là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Nói chung là người ta có ưu điểm về cái khác thì cũng phải khuyết điểm về cái nào đó thôi. Thôi vậy là quá hay rồi, quá nhiệt tình. Rồi bây giờ chúng ta vào vấn đề đi. Vô tình duyên đi. À, mình trải qua tình trường như thế nào rồi? À, dạ thật ra thì em nghe nhiều người nói là nhiều người thương em, nhiều người thích em lắm, nhưng em không biết tại vì họ thương thường họ hay giấu hay sao đó. Thì em chỉ biết được là ví dụ như bạn bè thích em thì thông thường hay mượn vở em hoặc là mượn sách của em á, rồi hay viết trong những cái lá thư á, cái đính kèm trong sách, sau khi đó trả lại cho em, nhưng mà không có ký tên, không ghi ra, thành ra em cũng biết ai thích em nữa. Rồi là cuối cùng tới giờ mình có mảnh tình nào chưa? Dạ chưa chị. Trời đất ơi, ba mươi mấy cái xuân xanh rồi. Chưa, nhưng mình có tình bắt vai luôn em mình hả? Mình có yêu đơn phương ai, mình thích ai không? À, yêu đơn phương hả chị? À, chắc cũng có chị. Tại vì mình ngộ nhận là cái sự quan tâm của người ta đó là tình thương, là tình yêu. Dạ, nhưng mà đó là không phải. Trời ơi, dạ. 37 năm. Dạ. Chưa có mối tình nào hết. Rồi vậy là cũng chưa có nụ hôn nào hết, đúng không? Dạ, em hôn người ta không à. Hả? Em hôn sao? Em hôn như thế nào? Dạ, em hôn cháu em à, em hôn ba má em chẳng hạn. Có nghĩa là một cái nụ hôn của tình yêu là chưa có. Dạ. Thầy sao thầy? Dạ thì em thì tình trường của em thì em nói thật là em cũng trải qua một mối tình chính thức và một mối tình phụ. Mối phụ? Tình, mối tình chính thức là em cũng trải qua một cuộc hôn nhân rồi. À. Nên tụi nói chung là tụi em không có hợp. Ai cũng có cái tôi lớn quá. Biết không, cả em á, thì em không phải có lo về gia đình cho ba mẹ. Ba mẹ khó lắm, ba mẹ còn hoàn cảnh khó khăn lắm. Nên cái hồi đó em có phải hàng tháng là em cũng phải gửi tiền về phụ ba mẹ. Em là gửi ít đó, còn hai đứa em nó gửi nhiều hơn. Tại vì tụi nó khá giả. Nên đầu tiên ba cũng nói thẳng mấy câu là vậy đó. Thì cô cũng im, cô không nói gì. Em tưởng là cô cũng đồng ý rồi. Nhưng mà sau về sống với vợ chồng như kiểu như cô không ấy, không có thoải mái về cái tinh thần về cái tiền việc bạc mà á. Anh gửi tiền về cho ba mẹ là cho cô ba cũng mẹ vui. Dạ. Thì ba mẹ cô ấy thì khá giả, thì cô không phải chu cấp cái gì hết. Đó. Thì nói chung là cứ vấn đề đó là sinh ra mâu thuẫn. Cái mối duyên đó được bao lâu? Mối duyên đó thì chính thức là được 5 năm, nhưng mà thật ra thì sống chung có 2 năm mà. Có con chưa? Tụi em chưa có con. À. Dạ. Mình chia tay được bao lâu, ly dị được bao lâu rồi? Chia tay được 5 năm rồi chị. Có giấy ly dị đàng hoàng không? Có đàng hoàng, em gửi chương trình đàng hoàng. À rồi, dạ. Thôi vậy cũng được. Em có ngại gì chuyện đó không? À, dạ không chị. À, thật sự ra thì em thấy ví dụ như đàn ông mà họ đổ vỡ một lần thì họ có những cái sự nhìn nhận một cách chín chắn hơn. Với lại là khi mà họ bắt đầu một mối quan hệ mới thì chắc chắn là họ sẽ phải có những cái biện pháp để giữ gìn cái mối quan hệ đó để rồi cho nó đi đến một cái kết quả tốt đẹp và lâu dài. Nghe vậy thì chị cũng yên tâm ha. À, bên đây chưa có mối tình nào, bên kia thì đã gãy đổ một lần. Thôi thì hôm nay chúng ta nói lại ha, nói lại mình có những cái sự mới mẻ trong cái tình yêu. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ cao 1m65 trở lên, đừng có quá mập tại vì em thích người khỏe mạnh thôi. Rồi, được. Dạ, trung thủy, thẳng thắn với lại là hiếu thảo. Không hay, có nổ, em không thích bạn dạ, em không thích bạn nam nổ. Thầy không có nổ, thầy nói sự thật không à? Dạ. Thì tại vì em nói thật với anh Quyền Ninh với cả em tuổi ngựa á, tuổi ngựa là nói thẳng luôn chứ đúng không rồi, có giấu được cái gì hết. Ruột ngựa vậy đó. Dạ, dạ cho nên đó là lý do anh thích du lịch đó không anh? Dạ, thích đi du lịch lắm em. Dạ. Ở một chỗ không có chịu đựng được. Thích đi du lịch là thích là, đi. Là nói đi du lịch, thích là đi mà đi là đi giấu về nhà mới nói sau. Hả? Kỳ vậy. Tại vì nhiều đi gia đình sợ có sự cái gì xảy ra, nhưng mà em đi là chắc thần phụ trời phù hộ cái gì á. Em rất là an toàn, không bị sao hết, không có bể bánh xe. Em đi từ Đà Lạt mà về Nha Trang mà đi cái đèo Khánh Lê dài 33 cây số đó, mà em mỗi mình em đi cái xe máy xe quay đó, còn mấy người kia người ta cũng đi phượt mà người ta đi xe phân phối lớn không ạ?
mà em đi không có bị sao hết. Rồi chúc thầy mai mốt đi trong những chuyến đi phượt của thầy là hai người chứ không còn một mình lẻ loi nữa nha. Dạ. Rồi bây giờ thầy muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người của bạn gái, gái nè, em đơn giản lắm. Biết không, nói chung là dễ nhìn là được rồi. Rồi tính cách là nói chung là biết dung hòa mối quan hệ nội ngoại. Đó. Rồi biết thông cảm chia sẻ với nhau. Vấn đề giờ anh còn gửi tiền về cho ba mẹ không? Bây giờ thì ít rồi, nhưng mà thỉnh thoảng thụ lúc này ba đang sửa nhà nè thì có, lúc này phụ em gái phụ nhiều lắm, phụ gấp đôi của em á. Ừ. Em á, mấy thằng em trai chỉ có phụ 1/3 cái số của nó thôi. Tức là giờ ba đang sửa nhà vẫn gửi về? Vẫn gửi. Rồi chắc là chừng nào mình quen xong chuẩn bị đám cưới chắc ba sửa nhà xong rồi hả? Dạ ba sửa tuần sau là tuần hết tuần này là xong mà. Rồi vậy khỏe rồi. Anh có thầy rồi. Thầy mới có mấy anh chị em? Dạ em có ba anh chị em thứ hai. Ừ. Nhưng mà tất cả gia đình đều công chức nhà nước hết. Đầy đủ. Dạ em giáo viên, thằng thứ hai thằng kế bên á là bộ đội sĩ quan ở quận Tân Bình này nè. Rồi. Đứa em dâu làm bên dầu khí. Quá dữ. Đứa em gái làm bên tư pháp. Quá dữ luôn. Đứa em rể làm công an. Rồi bây giờ anh là anh có nhà cửa gì chưa? Nhà cửa thì có sẵn rồi đó. Có sẵn. Có sẵn qua ba mẹ đó, ba mẹ kêu là mày muốn ở chung thì ở, còn không muốn tự lập ra ngoài được. Ba mẹ cũng không cấm đoán là chuyện làm dâu. Nhưng mà bây giờ nếu mà ra ngoài thì anh có nhà riêng chưa? Em chưa thì em mua thôi, em cũng có dành dụng được miếng. Đủ chưa? Có tiền mua chưa? Thì đất ở Long An thì ven thì cũng đủ. Nhưng mà khi mà cất nhà thì nói thiệt là cũng phải nhờ bạn gái cả hai bên cùng hỗ trợ là thêm thôi. Còn đất thì đủ khả năng mua. Đủ mua rồi, 40 đúng không? Tuổi rồi anh phải tích cóp cho anh ăn rồi anh xách xe đi chơi không, anh không đi dành tiền mua nhà mua cửa. 40 tuổi anh lấy vợ mà giờ đâu thể nào hai chồng ở nhà trọ được. Dạ. Bây giờ á mà một hồi nữa mà đồng ý ok hết rồi là về phải lập tức gom góp kiếm miếng đất mua đi rồi từ từ đi làm dành dụm rồi xây cái nhà lên mới đám cưới được chứ. Dạ. Không lẽ bây giờ 40 tuổi về ở nhà trọ? Không, tại vì mấy bạn gái thích ở mấy ba mẹ thì ở có nhà luôn. À. Có sẵn luôn. Thì nhà rộng lắm, bây giờ mới lên gác luôn, rộng rãi lắm. Còn không thì ra ngoài ở. Bây giờ vậy nè, ba mẹ đang ở với ai? Ở một mình không à, không có ai hết. Ba mẹ lớn chưa? Ba mẹ em là năm nay 65 tuổi rồi. 65 tuổi rồi. Dạ. Bây giờ em hỏi nè, anh là bèo hơn bên nhà gái rồi. Bây giờ nè, dạ. Nhà gái bèo hơn. Bây giờ nhà gái nè, 37 tuổi nhưng người ta có nhà riêng rồi. Để bắt rễ được không? Cái chuyện đó em không thành vấn đề, cái chuyện em ở dễ. Hoặc là bạn gái muốn ở đâu thì em ở đó. Được. Em không thành vấn đề, nhưng mà em chỉ có một cái đi gọi là biết sao cái bạn gái biết làm sao người vợ sau này của mình là biết dung hòa mối quan hệ giữa các thành viên rồi, trong gia đình. Yên tâm đó. Nhưng giờ có chuyện này quan trọng nữa nè. Dạ. Có vài người lên chương trình bà muốn hẹn hò. Dạ. Ly dị rồi, gãy đổ rồi, lên đây nói rồi, nhưng mà lấy cái gì xác minh? Nhiều khi người ta nói không đúng sự thật, người ta chưa ly dị xong, chưa giấy tờ đàng hoàng mà người ta nói người ta ly dị rồi. Không, em có giấy tờ chứng minh đàng hoàng, em gửi chương trình mới chấp nhận, mới kêu em đi chứ mà. Tức là giấy ly hôn đúng không? Ly hôn có giấy độc thân không? Có đó, độc thân rồi có cái chứng nhận nơi công tác luôn. À. Em làm việc cái gì cũng phải đầy đủ. À, đầy đủ thì có quen ai trước khi chia tay với vợ chưa? Không có quen ai có hết. Có cô nào theo đuổi không? À, không có ai đuổi kia theo đuổi. Được rồi. Em thích á. Nhưng mà chưa ai theo đuổi luôn. Em rồi, thích. Hỏi vậy là biết rồi, được rồi. À, để quan gặp bên đàn trai thì đàn gái ha. Chào em gái. Dạ em gái chào anh. Thực chất là bên đây về công việc thì ổn định. Vấn đề chỗ là chưa có người nào đó để kèm cái chân con ngựa này lại thôi. Dạ. Ha. Tuổi con ngựa mà. Dạ. Chạy suốt vậy đó. Nếu như mà em kèm chân được thì anh nghĩ rằng nó cũng sẽ rất là vững chắc. Đây là con người cũng năng động, cũng sáng tạo, cũng thoải mái lắm. Ha. Anh thấy là vậy đó. Nãy giờ trao đổi thì em thấy có hợp gì với em không? Em thấy về tính cách thì xét một số điểm thì cũng khá là phù hợp với em. Ừ. Dạ. Thêm một cái nữa là em muốn hỏi anh là lúc mà anh nói là khi mà còn đang chung sống với vợ thì là anh có đóng góp cho gia đình. Nhưng mà khi anh đóng góp cho gia đình vậy thì anh có trao đổi với vợ anh không? Hay là anh đóng góp âm thầm mà vợ anh không biết? Không, anh có chứ. Trước khi mà hai đứa cưới nhau xong rồi nha, là ba có gọi 6 đứa dâu rể trai gái ra nói như vậy. Hai đứa em á thì nó đóng góp nhiều hơn, còn anh thì đóng góp tại nó thấy anh thu nhập ít, giáo viên á thu nhập vùng sâu dạy hồi đó dạy vùng sâu vùng xa á, nó cực khổ lắm, nên thôi cho anh chỉ phụ cái phần nửa, anh có bao nhiêu thì anh phụ bấy nhiêu thôi. Yeah. Nhưng mà khoảng phần nửa
hồi đó 3 triệu quá, thì anh phụ có 500 đó, vậy đó. Dạ. Vậy có thì... báo với vợ, dạ. Mà vợ không vui. Dạ. Còn hỏi gì nữa không? Dạ, anh cho em hỏi thăm là bây giờ nếu như mà em ở Bình Dương, anh ở Long An, thì anh nói là thứ bảy chủ nhật thì là anh không có phải đi dạy thì anh có thể lên Bình Dương được. Vậy anh có ý định là mình chuyển về và sinh sống luôn ở ngay tại Bình Dương không anh? Nếu mà có điều kiện về Bình Dương thì càng tốt, nếu mà thuyên chuyển được. Nhưng chả bây giờ thầy chả thuyên chuyển cũng hơi khó khăn. Dạ. Em biết bây thời buổi này hơn có vô biên chế nhà nước là khó lắm anh Linh. Không, rất là khó. Dạ, anh đã được vô biên chế rồi ạ? À? Anh vô biên chế, anh dạy 18 năm rồi mà. Dạ. Như vậy là bây giờ là thành dân Long An luôn rồi đó không anh? Dân Long An rồi, anh vô trong này là 22 năm, học sư phạm 3 năm, rồi đi dạy 18 năm. Yeah. Rồi, bây giờ là chắc chắn mà hỏi một câu vui à. Yeah. Thầy chưa có con đúng không? Em đảm bảo chưa có con. Cái số điện thoại của thầy cô ở trên trường cũ vẫn còn. Hay là có chưa biết? Trời ơi, chưa có anh ơi. Em nói có, mày thầy dám rồi sao nói dám trước mọi người được? Ủa? Mà nó nghe nè thầy ơi, nó nghe là thầy. Mà tại sao lúc đó thầy 5 năm rồi mà thầy chưa có con, hay là thầy có khả năng có con không? Trời ơi, thử nó biết, mạnh khỏe nè, kêu hít đất, em hít đất cho. Em sáng nào cũng tập thể dục. Cái chuyện hít đất không quan trọng. Đẻ con không quan trọng, không có liên quan. Hít đất với đẻ con nó khác xa nhau. Có nhiều em... người hít đất rất là giỏi nhưng đẻ con không được. Tại biết sao không, cái vấn đề mà vợ chồng cứ trục trặc hoài, cái tâm lý anh, cái chị với tâm lý nó không thoải mái. Nó không thoải mái vậy gì? Cái, về cái lúc... Mấy cả em hỏi á, em hỏi vợ, cứ hỏi cô á, sao không có con, cô hay là đi khám đi. Cô ấy, cô nói chứ việc gì mà phải khám, có bệnh hoạn gì đâu mà cứ kêu khám. Cô cứ là vậy rồi. Vậy à. Đâu phải bệnh hoạn gì, cái đó mình vẫn đi khám mình mới biết, mình phát hiện. Sao em kêu cô cả hai đứa cùng đi khám mà cô chị không chịu đi khám? Ở bây giờ một mình anh đi khám đi, là có anh có khỏe không? Dạ thì có yêu cầu thì nhu cầu thì em đi khám. Đúng em, rồi. Em làm gì? Đúng, phải dạ. Khám cho yên tâm. Rồi dạ. Biết sao, lấy nhau về là phải đẻ liền. Dạ. Chứ 40 chứ 37 rồi. Dạ. Cha già con mọn. Ha, dạ. Bây giờ đi khám trước đi nghe không? Dạ. Quen nhau cái là anh đi khám liền. Dạ. Bấm nút là đi khám. Dạ. Rồi về nói với cổ là anh có khả năng có con nè, người ta mới dám cưới với mình. Dạ. Nha. Dạ. Nha thầy. Dạ. Rồi được, để thầy đảm bảo. Đảm bảo 100%. Giờ hứa đi nữa là anh sẽ đẻ được. Đâu đẻ được. Anh sẽ đâu mình đâu phụ nữ anh đâu sẽ làm cho em đẻ được. Thế thì sao? Thì phải khẳng định gì cho cổ tin chứ sợ đẻ không được. Năm anh sẽ trợ giúp cho em đẻ được. Hả? Được. Rồi. Nói chung là thầy rất là thoải mái, thầy yeah. Rất là thiệt tình. Là thật tình đó, đây là con người rất là chân thật ha. Yeah. Anh đừng lo điều đó. Bây giờ anh đã hỏi đủ hết trơn rồi, em thấy tin chưa? Dạ. Yeah. Rồi. Rồi. Bây giờ thí dụ như bây giờ về ở chung ba mẹ làm dâu đó, em đồng yeah. ý không? À, làm dâu bên nhà ảnh đó hả? Ừ. Dạ, em cũng thích ở chung nhiều người trong gia đình. Ừ. Dạ cho nên làm dâu đối với em không thành vấn đề. Bây giờ ba mẹ cũng lớn tuổi rồi ở yeah. đó, rồi mình khỏi ngôi nhà mình dành dụm ra số tiền để mình lo cho tương lai. Dạ, được sẵn là có thời gian đi du lịch luôn. Rồi, hay quá. Hè này anh dự định đính đi ấy đó, chuẩn bị là đi ngã ba Đông Dương á. Lo là mang đi đi anh hoài. Không, không phải, biết sao không? Ngoài em đi dạy nha, em còn tối em về làm thêm á. Làm gì? Em đi làm bảo vệ. Tốt. Đó, em lấy cái tiền đó em đi du lịch chứ không phải lấy tiền lương của em em đi đâu. Dạ. À, dạ. Tức là làm thêm lấy tiền đi du lịch. Dạ. Cái này tốt nè. Nhưng mà mẹ mốt có vợ rồi. Không, không đi nữa. Không đi nữa nha. Không, không. Chừng nào dành dụm để lo cho con để con. Xây nhà, xây dạ. cửa rồi nha. Dạ. Rồi, vậy là được rồi, rồi đó. Bây giờ hôm nay là chị có đi em có đi với người thân không? À dạ có, em đi với lại mẹ của bạn em, với lại là những người bạn, những người em đồng nghiệp thân rồi. Thiết của em. Rồi, cho chị gặp ai đại diện cho chị xin ý kiến. Dạ. Đại diện bạn gái đi. Dạ. Dạ, chào cô. À, xin chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường. Và các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ. Mình là mẹ của bạn Thư. Chứ không phải là mẹ của Thư. Dạ. Sao nãy giờ cô thấy cái anh này như thế nào rồi? Có hợp lý với cô gái bên kia không? Nói chung thì cô thấy anh này hiền lành, thật thà. Cô thấy thì cũng ok hả con? Ok. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Rồi thì ai chúc con thành công đi.
Dạ, con cảm ơn mẹ nhí. À, sao cô có cô xúc động quá hả cô? Lý do? Tại vì chúng nó lớn tuổi hết rồi. À dạ. Mà hôm nay mới đi hẹn hò. Dạ. Dạ không phải ế đâu cô, mà là đợi người tử tế để yêu cho nên nó mới trễ vậy đó ạ. À. Chắc là vậy, chắc là vậy. Coi như là hai người hẹn hôm nay gặp nhau phải không? Dạ. Vậy thôi. Một lần nữa cô xin chúc thành công. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ thầy giáo đi với ai? Dạ em đi với cô hiệu phó. Dạ. Cô hiệu phó. Dạ chào cô. Dạ xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường cũng dạ. Quý vị khán giả trong trường quay. Thì đại diện cho nhà trường thì đi với thầy Hòa thì cũng nói về đôi nét. Thì thầy rất là hiền và dễ thương và thầy rất là yêu trẻ con. Và cái điểm mà thầy quyết định của thầy á, thì hơi nóng tánh. Lý do là phải nói chuyện phải thẳng thắn, nếu mà ai dối thì thầy rất là bực mình. Thì cái qua cái chương trình này thì chỉ mong là em và Thu em Thư ạ. Thư à, em và Thư á thì cứ tiến tới hôn nhân đi, chị thấy được rồi đó. Dạ. Chị chấm rồi đó, được rồi đó Hòa ơi. Dạ. Cố gắng nha, ủng dạ. hộ em. Dạ cảm ơn cô. Thôi bây giờ nãy giờ tâm sự hơi nhiều rồi ha. Dạ. Ý kiến người thân rồi, bây giờ hai bạn gặp nhau nha. Dạ. Kéo màn ế mình kéo màn mà kéo màn kéo rèm ủa kéo cổng. Ồ chào em. Dạ chào anh. Wow, cũng không hẹn mà gặp. Cảm ơn anh. Em có quyển sách để tặng anh. Rồi, cảm ơn. Dạ cũng giống như là cái tựa của quyển sách là giao tiếp bằng trái tim. Thì mình cứ cảm nhận như thế nào bằng con tim thì mình cứ thoải mái để có cái cơ hội để đến với nhau. Dạ anh, cảm ơn. Anh rất thích với cái tựa đề của cái quyển sách này. Dạ. Đó, con người anh chính là đúng với cái tựa đề này. Anh thích tự thật thà luôn. Dạ, dạ. Và anh thích giao tiếp nhiều. Dạ à. Từ nãy tới giờ thì em thấy anh với lại anh MC Quyền Linh trao đổi với nhau khá nhiều. Chứng tỏ anh cũng có khả năng làm MC lắm anh. Dạ. Yeah. Cảm ơn em. Thôi. Ngồi vào ghế rồi chúng ta tâm sự em, nha. Có nha. Ngồi đây luôn đấy. Có Hòa. Thầy có Hòa. Đạo Phạm ở quê Long An á. À? Đức Hòa. Em tặng em gửi là anh em đi. Cảm ơn thầy nha. Rồi. Có gửi em Đạo Phạm quê Long An Đức Hòa đó. Dạ cảm ơn anh nhiều. Có bà kia nữa kìa, để bà la đó. Em có chứ. Có thì dễ gì cũng có được. Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ. 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 Chưa? Nó làm mai nó sướng lắm, có đầu phòng ăn hoài à. Thành ra từ lúc tôi làm mai tôi lên gần chục ký rồi đó. Em hỏi anh trước đi. À, em hỏi anh trước hả? À. Dạ, anh bây giờ nhà anh ở ngoài Hưng Yên thì còn ai ở ngoài đó không? Không, ba mẹ đi vô đây hết rồi. Dạ. Anh em với cả cha mẹ với cả bên ngoài là đi vô hết trong này rồi. Cả bên dạ. nội cũng có một số người vô trong này hết rồi. Dạ. Dạ. Như vậy là giờ là thành dân ở trong miền Nam này luôn. Thành dân trong miền Nam 22 năm rồi. Dạ. Dạ. Anh thích đi du lịch, anh đã đi được những nước nào rồi? À, không đi nước thì anh chưa có đi. Tại nói thật mấy em anh không biết tiếng Anh. Tiếng Anh anh giỏi nó không phải biết mà anh tiếng Anh anh hạn chế lắm. Dạ. Đó, còn đi miền Tây này nè, anh đi đủ hết các tỉnh rồi. Tức là trong Việt Nam là mình đi cũng gần kha khá rồi. Cũng kha khá rồi. Dạ. Em thì em cũng có cái sở thích đi du lịch. À. Nhưng mà em thích đi du lịch bụi á, tức là tự lên kế hoạch và tự đi. Ừ anh vậy đó. Anh vậy anh là hướng hai, anh đi đó. Hai anh em mình có thể tiết kiệm tiền để đi du lịch được đó. Ờ à, được rồi. Còn hai người đi bụi luôn đi. À, anh dự định thì chừng nào mà mình có thể ổn định được để có thể lập gia đình được. Anh thì anh cũng sẵn sàng ổn định tại vì anh cần có người trói chân anh lại thôi. À có người đấy để theo cơ xong rồi đó là lo cho con cái sau này. À. Chỉ cần người trói chân thôi hả? À. Không có trói tay. Rồi, anh được quyền hỏi em á. Anh thấy em thấy anh như nào? À, thứ nhất là dáng vóc thì cũng được tại vì em không thích người gọi là gì ta quá mập phải không ạ? À? À. À, dạ, thứ nhất là chiều cao cũng được. À. Dạ, à, em nói quan điểm của em mà không à. Không có ảnh hưởng gì đến ai hết trơn. À, đó, dạ. Không có nói gì ai đâu. Hơi buồn quá. Anh tập thể dục là anh thích hít đất hả anh? Anh thích hít đất đó. À anh thích hít đất. Dạ. Rồi chạy bộ luôn, sáng nào cũng phải dậy 4 giờ dậy là đi tập thể dục. Là 5 giờ giao ca là đi về xong rồi đi dậy luôn á. Nên đi dậy luôn. Dạ, rồi tối còn làm bảo vệ nữa. Tối làm bảo vệ. Anh
khá là đa tài vậy, anh có thể làm được nhiều thứ vậy? Đâu, anh thì anh không có, nói thiệt anh không có đa tài, anh chỉ biết đâu được cái là anh cũng chăm chỉ chịu khó. Yeah. Biết sao không? Còn cái vụ mà tính toán cái vấn đề mà buôn bán á, anh tính dở anh thiệt. Anh không, không vậy là anh giống anh... em á, tại vì thực sự đối với em á thì em nói nhiều cho nên em thích con chữ hơn là em thích con số anh. Đúng rồi. Dạ. Anh thích bằng cái thực hành cơ chứ đừng có bằng lời nói. À thế à? À. Hai người thích con chữ hết luôn hả? Dạ. Thích vậy con số giùm tôi cái đi. Thêm con số vô nữa. Vừa có chữ vừa có số nó mới được. Rồi, mình cảm nhận cưới được. Về cô gái đối diện như thế nào hả? Thầy giáo. Em cảm nhận là bằng cô giáo thì cho em đọc cái bài thơ đi. À dạ. Qua cái bài thơ này tất cả em gửi vô cái bài thơ này. Wow. Và cái bài thơ này nói thật là cũng sưu tầm trên mạng về cũng sửa cho phù hợp với hoàn cảnh bữa nay. Dạ. Cái chưa thật chứ em cũng đó, đó. Vậy là anh cũng có sáng tạo ở đó. Dạ. Trời ơi, sao mình nuôi bài thơ này vậy? Em có bằng lòng làm bạn gái của anh. Em có bằng lòng để làm bạn cùng anh, người giáo viên đến từ miền Tây Nam Bộ. Nếu thương anh, xin em bằng lòng nhé. Em gái à, em chấp nhận được không? Lần đầu gặp gỡ coi như một cơ duyên. Anh là người ngày ngày gieo chữ, còn em là cô gái dễ thương dễ mến, một bông hoa rực rỡ giữa đời thường. Bông hoa này em đã tưởng tượng rồi. Dạ. Chắc chắn là rực rỡ. Em có bằng lòng làm bạn của anh chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau san sẻ những vui buồn. Nếu một ngày em thấy mình không ổn, gọi cho anh hứa sẽ phi đến liền. Anh sẽ bên em bảo vệ và chở che để bù đắp những ngày ta không gặp. Câu từ của anh dù là hơi thô thiển, nhưng trái tim anh lại cháy bỏng ngọt ngào. À. Rồi cô đáp lại thầy liền. Câu mà anh nhớ nhất là lúc nào không ổn báo cho anh phi tới liền. Dạ, em cũng đang đúng chú ý đến vụ đó, tại vì anh tuổi ngựa không anh cho nên là thích là phi. Rồi bạn gái mình đáp trả lại liền đi bạn. À, em thì không có khả năng sáng tác thơ như anh, cũng không có khả năng gọi là cải biên ở trên cái thơ của người khác, nhưng mà em rất là thích bài thơ Tôi Yêu Em của Pushkin. Thật sự ra thì bài thơ này là hồi năm học cấp 2 em đã được bình bài thơ này. Thì thầy giáo chấm em được có 8,5 điểm, trong đó thì bạn lớp trưởng của em thì được 9 điểm. Tại thầy nói em là lúc đó hình như con chưa biết yêu hay sao đó, cho nên con bình thơ được có 8,5 điểm hả con. À, cho nên là cũng mạn phép đọc lại cho anh những câu thơ đó. Tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bận lòng hơn nữa, hay lòng em đã gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi lạ rực lòng ghen. Tôi yêu em chân thành đầm thắm, mong em được người tình như tôi đã yêu em. Cho nên thật sự ra thì con gái hoặc là phụ nữ thì người ta mong muốn là người ta gặp được người đàn ông thương mình chân thành. Dạ. Và bây giờ mình cũng đã lớn tuổi rồi, thì thành ra em muốn là tìm kiếm một người mà có cái sự thành ý trong cái việc là tiến tới để xây đắp gia đình, sinh rồi, con. Bây giờ mình sẽ vô cái chuyện hẹn hò nè. Bây giờ lần hẹn hò đầu tiên, khi nào, ở đâu, thầy tổ chức lãng mạn ra sao? Lần đầu tiên hẹn hò thì tại vì nói thật lúc này thứ bảy chủ nhật em làm hơn bạn đi học, để đi chuyển ngạch nương á, nên em sẽ dành ngày thứ hai thứ ba em có dành không? Dạ rồi, không. Thứ ngày thứ hai ba sẽ dạy rồi anh sao? Khó quá. Không, tại vì em còn về học thứ bảy, ba cái ngày thứ bảy chủ nhật nữa. Dạ. Thầy nói em nói thiệt. Dạ. Hẹn em mà anh không tới thì cái lần hẹn đầu tiên nó mất ý nghĩa đi. Vâng. Thì anh cố thôi, anh cố gắng hẹn, cố gắng em ngày thứ sáu cuối tuần này anh sẽ tranh thủ, anh nên càng sớm càng tốt. Tại vì thứ sáu nó là học ngày mai, ngày mốt học sinh nó thi xong rồi, ngày thứ sáu á là có thể giáo viên được nghỉ. Yeah. Thì anh tranh thủ anh lên với em đó. Lần đầu tiên tổ chức làm sao cho nó, cái lần đầu tiên là đi đâu như thế nào, thầy làm sao cho đến xuất hiện lãng mạn ấn tượng, thì bằng cái tấm lòng chân thành của mình thôi. Cái khả năng của mình làm sao thì cho bạn gái vui nhất và ấn tượng nhất cái buổi gặp đầu tiên. Vậy hơi trăm sự nhờ anh mà vậy. Dạ. Em cũng biết là anh có tính làm gì. Anh nói sơ tí anh. Theo vì cũng thật tình chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra. Dạ thôi, cái gì không biết thì cứ nhờ bác Google anh.
Dạ, tra Google trước lên gặp em nha. Thì nhớ chút nữa em bấm nút xong rồi á, em cho anh số đi. Bấm nút. Thôi bây giờ vậy, thầy nói chứ đàn ông mà, thầy 40 tuổi rồi. Cô này 37 tuổi mà cô chưa có được mối tình nào. Thì cô đến cái chương trình cô cũng mong một cái gì đó ấn tượng, nó ngọt ngào. Để đáng nhớ cái ngày hôm nay, ngày kỷ niệm. Bây giờ thầy tiến tới, thầy làm gì đó thầy làm tùy thầy. Nói gì đó tùy thầy. Cho nó ấn tượng, nói thật lòng, có sao nói vậy. Đó, thầy nói đi. Cái lời thành thật coi nhất nói mà sao thầy để cũng rung động, trái tim của cô ấy mới quan trọng. Thật lòng, thầy đứng thì lên thì con tim của anh á bị nó đập loạn hết rồi á. Nó đập loạn rồi. Thì tiến tới đi thầy, tiến tới trước mặt cổ, mượn cái tay cổ cầm, nói thì em cho anh. Em có được quyền ngồi không anh? Thì em cứ, thì anh em cứ ngồi đi. Thì cũng như lời bài hát á, bài hát tình cây và đất, anh muốn hy vọng anh là đất, em là cây, sẽ vinh phúc, sẽ chọn cuộc đời này. Em cảm ơn anh. Cây và đất quan trọng lắm anh ạ, nước nào cũng phần hai thứ đó. Đúng rồi em. Nói mình đang suy nghĩ điều gì cô gái đối diện, mong muốn điều gì, mình nhận xét cô sao? Cô gái có gương mặt rất là thư, có gương mặt rất là phúc hậu. Giọng nói rất là ngọt ngào, dễ nghe. Nói chung là phù hợp với cái tiêu chuẩn cái bạn gái mà em cần tìm bấy lâu. Bây giờ em cảm ơn anh Quỳnh Ninh và chị Cát Tường, hôm nay chắc em đã tìm được. Một nửa của anh ha. Một nửa của anh. Dạ cảm ơn anh. Rồi ok, mời xuống đây đi anh. Bạn gái còn muốn nói lời nào với ảnh không trước khi quyết định? Em nghĩ đây là một cái cơ may, là một cái cơ duyên, và cũng xin cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã tạo cái điều kiện, cái cơ hội để cho em và anh có cái dịp được gặp nhau ngày hôm nay. Thì cũng hy vọng rằng là trước tiên là mình phải cho mình cơ hội cái đã. Thì thành ra là em nghĩ trước tiên là mình phải thực hiện cái thủ tục của chương trình đề ra cái đã, rồi mình sẽ có những cái kế hoạch của mình. Dạ lúc đó thì mình sẽ trao đổi nhiều hơn. Rồi. Đặt tay vào nút bấm nha bạn. Rồi, trước khi bấm nút, chúng ta hãy nhắm mắt lại, xem những gì đã trải qua, cảm nhận xem trái tim mình có rung động thật sự hay chưa. Bởi vì các bạn bấm nút là các bạn trao duyên với nhau, chứ không phải bấm nút để ta đi uống cà phê, cà pháo. Bấm nút là đồng ý, chấp nhận hẹn hò với nhau. Nha. Phải thật sự rung động, hẳn bấm, đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả. Có yêu thương với nhau, có sự rung động với nhau thì ta có mới có một cái tương lai tốt đẹp. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng thầy giáo. Nắm tay nhau đi thầy cô ơi. Đó. Mối tình đầu đó chưa hôn bao giờ. Không được không? Không được cái anh. Hả? Không được không? Giờ này hả? Được không? Chắc không? Chắc. Không lâu lâu chút nha. Dạ. Rồi bắt đầu đi thầy. Anh xin phép nha. Dạ. Lâu lâu chút. Anh sao thầy? Thích không? Thầy dễ thương lắm á. Thật sự á, thầy giáo ở đây rất là vui vẻ, tuy chưa có gia đình thành ra là cái cuộc sống nó còn bấp bênh lắm, thầy chưa có ổn định, nên nếu như có em về em sẽ giữ vững cái ổn định đó, chắc chắn đây cũng sẽ là một chỗ giữ vững chắc đó. Nói vui vẻ thôi, cái thầy cũng rất là bản lĩnh ha. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm ra một nửa yêu thương của mình, một sớm là gửi chúng tôi thiệp mời nha. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng thầy và em. Chúng ta đến xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Em nghĩ cho anh phải bỏ tay em ra để em nhận quà chứ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Yeah. Và đây là một phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Couple TX. Em cảm ơn chương trình rất là nhiều. Còn nữa nhiều. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng Senton. Đưa bạn gái cầm cái đó đi. Và đây, máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Đây là một chiếc TV UVC đỉnh cao công nghệ Max TV.
trị giá là 9 triệu đồng. Nó sẽ thuộc về hai bạn. Nếu như hai bạn đồng ý kết hôn với nhau, chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Ở đây có hoa các bạn. Rồi thay mặt cho bạn Thư đây, em xin cảm ơn anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các anh và chị Thanh Trúc, ta với cả các anh chị trong ban biên tập ta tạo được cho em được gặp bạn Thư. Rồi chúc hai anh chị hạnh phúc nhé, tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân. Chậm chậm chào bạn gái, chậm chậm để bạn gái đi trước nào. Đó, đúng là đi theo sau bảo vệ.